Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 68. Sở Đẳng Nhàn đập người xuống mặt đất tựa như một viên thiên thạch va chạm với trái đất, cơn đau khủng khiếp làm anh ta phát điên. Tên rác rưởi, sao mày dám? Diệp Bắc Minh không trả lời mà dùng hành động để đáp trả, kiếm không tên xuất hiện trong tay anh. Chém thẳng về phía đầu của Sở Đẳng Nhàn. Phập. Máu tươi phun ra như suối, đầu của Sở Đẳng Nhàn lăn lông lốc ra đằng xa chẳng khác gì một trái dưa hấu. Mạnh thật. Con ngươi của Lý Thất Dạ thu nhỏ lại. Khuôn mặt xinh đẹp của Giao Cơ nóng bừng, anh Lý, nếu là anh thì anh có thể giết được Sở Đẳng Nhàn không? Ý chí chiến đấu sục sôi trong mắt Lý Thất Dạ, nếu dốc toàn lực thì cũng có thể giết được. Nhưng bản thân tôi cũng sẽ bị trọng thương, chắc chắn không thể nào chiến thắng dễ dàng như cậu ta. Giao Cơ ngây người. Diệp Bắc Minh giơ chân lên giẫm một cái, phần thân của Sở Đẳng Nhàn nổ tung. Làn xương máu tụ lại, bay thẳng tới vị trí cái đầu của Sở Đẳng Nhàn, nhanh chóng tái tạo lại một cơ thể mới. Gắn liền lại với phần đầu. Mặc Bạch Y suýt cắn đứt lưỡi, thế mà vẫn không chết ư. Bọn Vũ Thiên Tuyệt trố mắt ra nhìn, đây là phép thần thông gì vậy? Sở Đẳng Nhàn đỏ ngầu mắt như một con dã thú khát máu, đồ rác rưởi, đồ con lợn. Sao mày dám làm vậy với tao? Mày có biết tao là ai không? Đệt, đệt, đệt. Diệp Bắc Minh lạnh lùng trả lời, trong mắt tao, mày chỉ là thằng chết rồi. Năm ngón tay anh nắm chặt thanh kiếm không tên, chuẩn bị ra tay. Đột nhiên. Sở Đẳng Nhàn, quả là người cũng như tên. Cậu đúng là hạng tầm thường, cậu bảo người ta là rác rưởi, thế cậu thì sao? Một giọng đùa cợt vang lên, cậu còn không bằng cả một tên rác rưởi, một con lợn hay sao? Vẫn còn người khác ở đây sao? Mọi người kinh ngạc, đồng loạt quay đầu nhìn về phía lối lên thang trời. Vài giây sau, mấy người thanh niên xuất hiện. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Không ngờ hai chị em Sở Vị Ương và Sở Sở cũng có mặt trong nhóm này. Sau lưng bọn họ là năm lão già. Hơi thở của bọn họ tựa như vực sâu, ngay cả không gian xung quanh thân thể cũng bị bóp méo. Sắc mặt Sở Đẳng Nhàn cực kỳ khó coi, sao mấy người lại tới đây? Người thanh niên nói chuyện bước lên trước một bước, nhanh chóng đi hết thang trời dài cả vạn bậc thang, nháy mắt đã tới đỉnh thang trời, ngay khi phong ấn của di tích Côn Luân Thượng Cổ bị phá, cậu đã vội vàng tới đây. Muốn nhanh chân đến trước phải không? Nếu vậy thì cậu phải có thực lực đấy đã. Anh ta liếc nhìn Diệp Bắc Minh một cái, chỉ là một tên quê mùa thôi, vậy mà suýt nữa đã làm thịt được cậu rồi. Nếu như tôi báo chuyện mất mặt như thế này cho gia tộc biết. Mặt Sở Đẳng Nhàn xa sầm, Sở Vô Trần, anh muốn gì? Sở Vô Trần cười khẽ, tiệc mừng đại thọ của lão tổ đã cận kề rồi, tôi mong là ngày hôm đó cậu sẽ đổ bệnh. Không đời nào. Sở Đẳng Nhàn từ chối dứt khoát. Tiệc mừng đại thọ của lão tổ là dịp để mọi người thể hiện bản thân. Nếu như đổ bệnh vào hôm đó thì chẳng phải là không nể mặt lão tổ hay sao? Hơn nữa, một người tu võ cảnh giới chúa tể thì làm sao lại đổ bệnh được? Sở Vô Trần cười, vậy thì tôi cũng không dám đảm bảo chuyện hôm nay liệu có bị loan truyền cho những người khác biết hay không? Sở Đẳng Nhàn bị một tên phế vật của thế giới vũ nội đánh bại, không biết bọn lão tổ sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Sở Đẳng Nhàn cắn chặt răng, anh, thôi được. Tôi đồng ý. Ánh mắt Sở Đẳng Nhàn trở nên lạnh giá, liếc nhìn tất cả mọi người ở đây, nhưng tôi muốn tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Đặc biệt là tên rác rưởi kia, tôi muốn tự tay hành hạ nó tới chết. Chuyện hôm nay nhất định không thể loan truyền cho người khác biết được. Được. Sở Vô Trần tùy tiện gật đầu, giao chuyện này cho ông đấy, đừng chừa lại một đứa nào. Vâng, thưa công tử. Một lão già cung kính đáp, không khí xung quanh chợt chấn động, sau đó ông ta lập tức xuất hiện giữa đám người. Ông ta tùy ý vung tay lên, sức mạnh có thể hủy diệt trời đất phóng ra ngoài. Những làn xương máu nổ tung, mười mấy người bị chôn vùi chỉ trong nháy mắt. Những người tu võ đứng gần đó bị đánh bay ra ngoài, thổ huyết, trọng thương. Chạy mau! Đồng tử của mọi người đều thu nhỏ lại, khiếp sợ nhìn lão già kia. Quá kinh khủng.
Bọn họ tối thiểu đều là cảnh giới siêu phàm, vậy mà ông ta chỉ cần vung tay một cái là đã đập chết tận mấy trăm người. Đây là thứ sức mạnh gì vậy? Khóe môi lão già cong lên lạnh lùng, hạng con sâu con kiến mà cũng muốn bỏ chạy hả? Đừng hòng! Ông ta dậm chân một cái, một đợt sóng khí lan ra. Bùm, bùm, bùm. Thân thể của mấy trăm người tu võ nổ tung, máu bắn tung tóe. Lý Thất Dạ đau nhói ở ngực, phun ra một búng máu tươi. Giao cơ bị đánh bay ra ngoài, đập rầm xuống đất. Bọn Mặc Bạch Y và Vũ Thiên Tuyệt còn thê thảm hơn, cơ thể nứt toác, trọng thương sắp chết. Cơ thể Diệp Bắc Minh rung mạnh, chín ma long trong long tích gầm khẽ một tiếng, suýt chút nữa đã lao ra ngoài. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, nhóc con, tôi có cảm giác cậu gặp phải nguy hiểm thật rồi. Cảnh giới động hư, sao thế giới Tam Thiên lại có thể có cảnh giới động hư được? Diệp Bắc Minh nhìn chằm chằm lão già kia, cảnh giới động hư. Mạnh hơn cả cảnh giới chúa tể ư? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục giải thích, cảnh giới động hư không còn được tính là người tu võ, thứ bọn họ lĩnh ngộ là lực lượng của các loại phép tắc. Bọn họ hoàn toàn áp đảo người tu võ, tên nhóc cậu không phải là đối thủ của bọn họ. Những người này tới đây tìm tôi, nếu tôi ra tay thì sẽ bại lộ, sau đó cậu sẽ còn nguy hiểm hơn. Chạy! Diệp Bắc Minh không hề do dự. Lập tức đi đến trước mặt bốn vị sư tỷ, thu vào trong thế giới bỏ túi. Gương mặt xinh đẹp của Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ trở nên trắng bệch, ra vẻ đáng thương nhìn Diệp Bắc Minh, anh Diệp, cứu mạng. Diệp Bắc Minh không muốn để cho các cô ta biết đến sự tồn tại của thế giới bỏ túi. Anh ôm lấy vòng eo thon của hai người, mỗi tay một người, đừng lộn xộn, rớt xuống tôi sẽ mặc kệ. Ừ. Hai người gật đầu, túm chặt Diệp Bắc Minh như hai con bạch tuộc. Diệp Bắc Minh không chút do dự nhảy vào trong hồ nước. Trong con ngươi của lão già kia hiện lên vẻ tức giận, hừ, con kiến, chạy đi đâu. Lão ta không thèm để ý đến những người còn lại, đuổi theo Diệp Bắc Minh nhảy vào trong hồ. Sở Vô Trần mỉm cười lắc đầu, lãng phí biết bao nhiêu thời gian với một đám như vậy, thật vô vị. Sở Vô Trần giơ lên một mặt dây truyền hình tháp trong tay, quay đầu nhìn Sở Vị Ương muội muội, biết thứ này không? Sở Vị Ương biến sắc, tại sao vật này lại ở trong tay anh? Sở Vô Trần cười, em bảo người ta đưa một cô bé về, lại còn đặt tín vật lão tổ đưa cho em ở trên người con nhỏ. Cô bé kia sao rồi? Con bé là đệ tử của tôi, anh dám tổn thương đến con bé, tôi sẽ không để yên cho anh, Sở Vị Ương sải bước lên trước. Một thanh thần kiếm phóng lên tận trời, rung lên giữa không trung. Sở Vô Trần cười một tiếng, một con nhóc mà thôi, tôi còn chấp nhặt với con bé. Em yên tâm, không ai có hứng thú với con bé cả. Sở Vị Ương thở phào nhẹ nhõm. Nhưng có một việc, tại sao em lại phải giấu giếm chứ? Sở Vô Trần lạnh như băng nhìn chằm chằm Sở Vị Ương, em có tin tức về Tháp Càn Khôn Chấn Ngục, vì sao không bẩm báo? Sở Vị Ương lạnh lùng đáp lại, tôi muốn điều tra tin tức xong mới bẩm báo cho lão tổ, không được à? Sở Vô Trần, anh đang dạy tôi làm việc. Sở Vô Trần cười xấu xa, nếu tôi nói chuyện này cho lão tổ, Vị Ương muội muội biết chuyện nhưng không báo. Em nói xem, mấy vị lão tổ sẽ nghĩ như thế nào? Tôi nhớ bố của Vị Ương muội muội vừa mới đảm nhiệm chức vị quan trọng trong gia tộc. Không phải là ý của ông ta đấy chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sở Vị Ương thay đổi sắc mặt. Tranh đấu gia tộc vô cùng tàn khốc. Đặc biệt là ở loại gia tộc siêu cấp như nhà họ Sở, truyền thừa suốt mấy trăm đời, ăn người không nhả xương. Chuyện này không liên quan đến bố tôi. Sở Vô Trần lạnh nhạt mở miệng, em đi giải thích với lão tổ đi. Sở tức giận nắm chặt tay nhỏ, Sở Vô Trần, anh thật trơ tráo, tại sao lại đi uy hiếp chị Vị Ương? Sở Vô Trần nhìn Sở Vị Ương với ánh mắt đầy thâm ý, không nói gì. Sở Vị Ương cắn cắn môi đỏ, anh muốn thế nào? Sở Vô Trần đang muốn nói chuyện. Ầm ầm. Hòn đảo giữa hồ bắt đầu chấn động kịch liệt, tòa bảo tháp kia phóng ra hào quang sáng chói. Phù văn xung quanh lập lòe, một lực lượng cực kỳ run sợ bùng nổ.
quét sạch tất cả như sóng thần. Sở Vô Trần biến sắc, đáng chết, có người tiến vào. Chúng ta đi. Bên dưới hồ nước, Diệp Bắc Minh nhanh chóng lặn xuống. Sau lưng anh, lão già cảnh giới đồng hư đuổi theo không bỏ, lúc lão ta đến gần nước hồ, chúng chủ động tách ra. Con kiến nhỏ còn rất biết chạy, đáng tiếc, kết cục của con kiến chính là bị nghiền chết. Lão già cảnh giới đồng hư duỗi tay chộp lấy. Ầm ầm. Một móng vuốt cực lớn dài chừng trăm trượng trống rỗng xuất hiện, nước hồ trước mặt bốc hơi trong chớp mắt. Diệp Bắc Minh cảm nhận được hơi thở tử vong ở sau lưng, uốn éo cơ thể. Móng vuốt cọ sát qua. Xoẹt xoẹt. Máu thịt bị xé rách, mùi máu tươi bừng lên. Diệp Bắc Minh phun ra một ngụm máu tươi. Anh Diệp. Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ biến sắc. Sau lưng Diệp Bắc Minh là một mảnh máu thịt be bét. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nhắc nhở, nhóc, nếu còn tiếp tục như vậy nữa, cậu chắc chắn sẽ phải chết. Diệp Bắc Minh cắn răng, tiểu tháp, nếu như không tiếc bất cứ giá nào, ông có thể lập tức giết chết lão ta sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục trả lời, rất khó, cảnh giới của cậu không đủ. Lực lượng bùng nổ không đủ để giết cảnh giới động hư trong nháy mắt. Đột nhiên, trong đầu Diệp Bắc Minh vang lên giọng nói của Đông Phương Xá Nguyệt, dẫn lão ta tới đáy hồ. Trong lòng anh khẽ động, không quan tâm được nhiều như vậy. Một ý niệm hiện lên, Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ được thu vào bên trong thế giới bỏ túi. Một giây sau, ma khí sau người bộc phát, 9 con ma lòng màu đen xuất hiện. Tăng tốc đi đến chỗ sâu trong đáy hồ. Lão già cảnh giới động hư sững sờ, chợt ánh mắt hơi trầm xuống, thằng nhóc khá lắm, còn có thủ đoạn này. Lão phu ngược lại muốn xem, trên người con kiến mày rốt cuộc có bí mật gì. Lão ta không hề chậm trễ, đuổi theo về phía đáy hồ. Một lát sau, đã có thể nhìn thấy rõ ràng đáy hồ. Diệp Bắc Minh đứng trên một tảng nham thạch to lớn dưới đáy hồ, hoàn toàn bất động. Ha ha, con kiến hết đường để trốn rồi hả? Lão già cảnh giới động hư chậm rãi hạ xuống, cũng đứng trên một khối nham thạch. Diệp Bắc Minh quay đầu, giao cho cô. Lão già cảnh giới động hư sững sờ, đáy hồ còn có người. Tạch! Nhìn theo ánh mắt Diệp Bắc Minh. Quả nhiên, trên một tảng nham thạch to lớn khác cách đây mấy chục thước, một cô gái như được điêu khắc từ ngọc đang đứng đấy, hoàn mỹ không một tì vết. Xung quanh thân thể cô ta có 99 tòa mộ bia vần quanh. Khoảnh khắc trông thấy Đông Phương Xá Nguyệt, lão già cảnh giới động hư như gặp phải quỷ. Trái tim lão ta hung hăng co rụt lại, theo bản năng lùi lại mấy bước cô. Cô là ai? Giọng nói uy nghiêm của Đông Phương Xá Nguyệt vang lên, quỳ xuống. Chỉ vẻn vẹn hai chữ, hai đầu gối của lão già cảnh giới động hư không chịu khống chế. Bịch! Thế mà thật sự quỳ xuống. Giờ phút này, sau lưng lão ta như có gai đâm vào. Người đang ở bên trong hồ nước lạnh như băng, nhưng mồ hôi lạnh trên người lại không chịu khống chế tuôn trào, tôn thượng, tôi không biết ngài. Tôi xin lỗi, tôi không hề cố ý xông vào nơi này, cầu xin ngài tha thứ. Tôi sẽ đi ngay. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, sao cô ta làm được vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích, đây là uy thế của cường giả, cũng giống với đạo lý con thỏ nhìn thấy con hổ sẽ bị dọa đến chân mềm. Không đi nổi. Đông Phương Xá Nguyệt bình tĩnh nói cho người của nhà họ Sở, di tích Côn Luân Thượng Cổ không phải là nơi các ông có thể đặt chân. Lập tức dẫn theo người của các ông cút đi, nếu không sẽ có ngày bản đế san bằng nhà họ Sở. Vâng, tôi lập tức cút. Lão già cảnh giới động hư vô cùng chật vật, đang muốn quay người bỏ đi. Bỗng nhiên. Chỉ trong chớp mắt xoay người. Lão già cảnh giới động hư ra tay, một thanh thần kiếm màu đỏ bộc phát. Kiếm khí như thương long chém về phía Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt bay ngược ra ngoài, trước ngực xuất hiện một vết thương dữ tợn. Sắc mặt cô ta tái nhợt đi, đụng phải vách đá dưới đáy hồ. Tiền bối. Diệp Bắc Minh giật nảy mình, lập tức tiến lên đỡ Đông Phương Xá Nguyệt đứng dậy. Vết thương chỗ ngực cô ta sâu đến tận xương, có thể nhìn được trái tim đang đập bên trong.
Đông Phương Sáo Nguyệt đẩy anh ra, cầm bàn tay bẩn thỉu của cậu đi đi, đừng chạm vào tôi. Trong lòng Diệp Bắc Minh nổi giận, đệch, cô sắp chết đến nơi rồi, còn ra vẻ thanh cao hả? Lão già cảnh giới động hư cười vô cùng dữ tợn, ha ha ha, quả nhiên là cô bị thương. Loại cường giả tuyệt thế như cô sao có thể nói nhiều với tôi một câu? Trực tiếp giết chết là được, sao có khả năng mở miệng đe dọa chứ? Xem ra là tôi cược thắng. Đông Phương Xá Nguyệt vô cùng bình tĩnh, sau lần ra tay này, ông biết hậu quả là gì không? Ha 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 ha. Lão già cảnh giới động hư nghiền ngẫm lắc đầu, là hậu quả gì chứ? Diệt chín tộc của tôi, hay khiến tôi hồn phi phách tán? Nếu cô ở trạng thái đỉnh phong, lão phu thậm chí còn không đối phó được với một đầu ngón tay của cô. Nhưng giờ phút này, cô bị vây ở dưới đáy hồ này, ngay cả một con kiến cũng không bằng. Chỉ cần lão phu khiến thần hồn của cô hoàn toàn mai một, cô còn trả thù tôi thế nào được? Đông Phương Xá Nguyệt không nói gì, con ngươi hoàn toàn lạnh xuống. Lão già cảnh giới động hư cười nhạo, sao cô không nói gì nữa? Lão phu cho cô một cơ hội, giao ra võ kỹ tu luyện và bảo bối trên người cô, lão phu sẽ cho cô chết thoải mái chút. Nếu không thì... Vừa dứt lời, lão ta giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa màu xanh lục. Ánh lửa phản chiếu trên khuôn mặt già nua, lão phu sẽ khiến thần hồn của cô chịu tra tấn đến chết. Vẻ mặt Đông Phương Xá Nguyệt khinh thường, một tên nô lệ của nhà họ Sở, ngay cả một con chó cũng không tính là gì, ông cũng xứng. Lão già cảnh giới động hư co rút lại khóe mắt, chết đến nơi rồi còn mạnh miệng, lão phu thật nóng lòng muốn nhìn xem cảnh tượng thần hồn của cô bị tra tấn, rồi cầu xin tha thứ thế nào. Lão ta bước lên một bước. Nước hồ xung quanh thân thể lập tức sôi trào. Lão ta nâng bàn tay gầy guộc lên, chộp về phía đầu Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt nhắm mắt lại, như thể đang chờ chết. Diệp Bắc Minh nổi giận, mẹ, cô cứ thế chờ chết hả? Hai mắt của anh đọng lại, tay cầm kiếm càn khôn chấn ngục, chuẩn bị liều chết một hồi. Lúc này, lão già cảnh giới động hư cách hai người chưa đến 10 mét. Đột nhiên... Đông Phương Xá Nguyệt mở hai mắt ra, mượn kiếm dùng một lát. Diệp Bắc Minh sững sờ. Anh không chút do dự ném kiếm càn khôn chấn ngục qua. Thời khắc Đông Phương Xá Nguyệt bắt được kiếm càn khôn chấn ngục, đôi mắt đẹp của cô ta bộc phát ra ánh sáng khiến người ta e ngại thần phục. Lão già cảnh giới động hư khẽ run lên, cảm thấy không thích hợp, không tốt. Đang định rút lui. Xoẹt. Một đạo kiếm mang đánh úp tới. Xuyên thấu đầu của lão già cảnh giới động hư. Toàn bộ nước dưới đáy hồ bốc hơi trong nháy mắt dưới một kiếm này. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, kiếm mang xuyên thấu đầu lão già cảnh giới động hư rồi chém sâu vào vách đá dưới đáy hồ sau lưng lão ta. Một lỗ thủng có đường kính 100 mét, sâu không thấy đáy xuất hiện. Nước hồ điên cuồng chảy ngược vào đó. Một giây sau. A! À. Diệp Bắc Minh nhìn thấy rõ ràng. Một bóng dáng mờ ảo đen nhánh lao ra từ trong cơ thể người kia. Thần hồn. Nó vặn vẹo giữa đáy nước mấy lần, xong hoàn toàn mai một. Làm xong hết thảy, hai mắt Đông Phương Xá Nguyệt tối sầm lại, kiếm càn khôn chấn ngục rơi trên mặt đất. Ngất đi tại chỗ. Khuôn mặt Diệp Bắc Minh kích động đến đỏ bừng, đù má. Một kiếm này, giết cảnh giới động hư chết thẳng cẳng. Tiểu tháp, ông có thấy không? Tháp càn khôn chấn ngục vô cùng bình tĩnh, chỉ cần cậu tăng lên thêm hai cảnh giới lớn, bản tháp cũng có thể giết được cảnh giới động hư trong nháy mắt. Hai mắt Diệp Bắc Minh tỏa sáng. Tháp càn khôn chấn ngục nhắc nhở, được rồi, đừng ảo tưởng nữa, người phụ nữ này sắp không được rồi. Diệp Bắc Minh nhìn về phía Đông Phương Xá Nguyệt. Chỉ thấy vết thương chỗ lồng ngực cô ta vỡ ra, máu tươi không ngừng tuôn trào. Diệp Bắc Minh lấy ra ngân châm, đâm xuống ngực Đông Phương Xá Nguyệt, vết thương chậm rãi khép lại. Khụ khụ. Đông Phương Xá Nguyệt mở mắt ra, thấy Diệp Bắc Minh đang nhìn mình chằm chằm. Ngực cô ta bị đâm 13 cây ngân châm, vừa thẹn vừa giận, kẻ phàm trần, cậu đáng chết. Cô ta cuốn lên một dòng khí, đánh bay Diệp Bắc Minh ra ngoài mấy chục mét. Anh đứng vững lại,
tức giận nhìn Đông Phương Xá Nguyệt đã sửa sang quần áo ngay ngắn, tôi đã cứu sống cô. Tốt bụng lại bị coi thành lòng muông dạ thú à? Giọng điệu của Đông Phương Xá Nguyệt ngạo mạn, bản đế cần cậu cứu sao? Diệp Bắc Minh tức giận không nhỏ, được, sau này sống chết của cô không liên quan gì đến tôi. Các sư phụ của tôi đâu? Thần hồn của bọn họ ở nơi nào? Vì sao chỉ còn lại có mộ bia thôi? Đông Phương Xá Nguyệt lạnh giọng đáp, thần hồn của bọn họ đã bị tôi phong ấn ở bên trong mộ bia rồi. Cái gì cơ? Diệp Bắc Minh khoát tay, nắm chặt kiếm càn khôn chấn ngục, thả các sư phụ của tôi ra. Đông Phương Xá Nguyệt quét mắt nhìn Diệp Bắc Minh như đang xem một thằng ngốc, kẻ phàm trần, xem ra quả nhiên cậu chẳng hiểu cái gì cả. Cô có ý gì? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu, tòa di tích Côn Luân thượng cổ được trời sinh đất dưỡng, ngưng tụ tinh hoa trời đất. Tôi chỉ dùng 1 triệu năm đã ngưng tụ ra thần thể hoàn mỹ. Thể xác bọn họ là phàm tục, nhiều nhất chỉ cần 1 năm là có thể ngưng tụ ra thân xác, đến lúc đó có khả năng sống lại. Hiểu. Diệp Bắc Minh hơi thu liễm sát ý, cô không gạt tôi. Ha ha, chuyện bản đế đã đồng ý cần phải đổi ý chắc. Đông Phương Xá Nguyệt khinh thường cười một tiếng, lười đến giải thích. Diệp Bắc Minh khẽ suy tư, lại lấy ra một mộ bia. Thần hồn Long Đế xông ra, nhóc, con cuối cùng cũng nhớ đến ta. Ta còn tưởng rằng con giúp các sư phụ khác sống lại, lại quên mỗi ta chứ. Diệp Bắc Minh lắc đầu, sư phụ Long Đế, sao con có thể quên được người? Anh nhìn về phía Đông Phương Xá Nguyệt, tôi vừa cứu cô thêm một lần. Cô lại giúp tôi cứu người đi. Đông Phương Xá Nguyệt hơi nhíu mày. Cô ta không nói gì, duỗi tay khắc xuống mấy phù văn ở trong nước, lao về phía mộ bia của Long Đế. Ong. Chấm. Mộ bia Long Đế phóng ra ánh sáng, thu thần hồn của ông ta vào trong đó, rồi vững vàng rơi xuống giữa 99 tòa mộ bia còn lại. Cùng lúc đó. Ầm ầm. Mặt hồ truyền đến một tiếng vang cực lớn. Ánh sáng lập lòe của phù văn xuyên qua mặt nước, chiếu thẳng xuống chỗ sâu trong đáy hồ. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Đông Phương Xá Nguyệt khẽ biến sắc, không tốt, có người tiến vào tòa tháp này. Cô ta nhìn về phía Diệp Bắc Minh, kẻ phàm trần, mang tôi rời khỏi nơi này, tôi muốn đi vào trong tòa tháp này. Diệp Bắc Minh phì cười, tôn trọng xuất phát từ hai phía, dù cô có là sư phụ của sư phụ tôi. Cô cứ một câu một tiếng kẻ phàm trần, coi tôi như sâu kiến, cô cảm thấy tôi sẽ giúp cô. Đông Phương Xá Nguyệt yên lặng một hồi, vậy chúng ta làm giao dịch. Diệp Bắc Minh trực tiếp từ chối, không có hứng thú. Anh dứt khoát xoay người rời đi. Giọng của Đông Phương Xá Nguyệt vang lên, cậu là người của hoa tộc nhỉ. Nếu tôi nói cho cậu bí mật về di tích Côn Luân thượng cổ. Còn cả bắt nguồn của hoa tộc, không biết cậu có hứng thú hay không. Diệp Bắc Minh dừng bước lại, nói. Đông Phương Xá Nguyệt kiêu ngạo đáp, mang tôi đi tòa tháp này trước đã. Diệp Bắc Minh lắc đầu, xin lỗi, tôi đột nhiên không muốn biết nữa. Cậu! Đông Phương Xá Nguyệt sững sờ, nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, cậu thật sự không có hứng thú. Diệp Bắc Minh lười giải thích. Xoay người rời đi. Đông Phương Xá Nguyệt tự tin nói, tôi dạy cho cậu một bộ võ kỹ cấp thần đế. Không ai có thể từ chối võ kỹ cấp thần đế. Diệp Bắc Minh không hề quay đầu lại. Đôi mắt đẹp của Đông Phương Xá Nguyệt đóng lại, tôi cho cậu thêm 3 loại đan phương không thuộc về thế giới này. Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ như cũ. Mắt thấy anh sắp biến mất trong tầm mắt cô ta. Đông Phương Xá Nguyệt nôn nóng, cậu kia, cậu đừng đi. Tôi đồng ý với cậu, cho cậu một bộ võ kỹ cấp đế, lại cho cậu thêm 3 loại đan phương. Đồng thời, nói cho cậu nguồn gốc của di tích Côn Luân thượng cổ và hoa tộc. Cuối cùng Diệp Bắc Minh cũng dừng lại. Anh quay đầu nhìn Đông Phương Xá Nguyệt, cầu xin tôi. Cậu nói gì cơ? Cầu xin tôi. Trong lòng Đông Phương Xá Nguyệt bốc lên lửa giận, tôi chính là Xá Nguyệt thần đế, thế mà cậu muốn tôi cầu xin cậu. Không có khả năng. Ồ! Diệp Bắc Minh quay người, biến mất. Nữ đế! Ghê gớm ha. Đông Phương Xá Nguyệt gắt gao cắn môi, đôi mắt đẹp tràn ngập tơ máu.
thân thể mềm mại của cô ta run rẩy vì tức giận, rít gào về phía Diệp Bắc Minh, bỏ đi cậu. Sao cậu dám đối xử với tôi như thế? Tôi là Xá Nguyệt Thần Đế, chưa từng có ai dám đối đãi với tôi như vậy. Kẻ phàm trần, cậu thật to gan. Không có bất kỳ phản hồi gì. Đông Phương Xá Nguyệt cuối cùng cũng thấy luống cuống. Hình như Diệp Bắc Minh đã đi thật. Không được, cậu không thể đi. Nếu cậu ta đi, cả đời này mình sẽ không thể rời khỏi nơi đây. Bằng không thì... Trong lòng Đông Phương Xá Nguyệt giãy giụa, cầu xin cậu ta một lần. Không được, mình là Xá Nguyệt Thần Đế, mình là chí cao vô thượng, uy nghiêm của mình không thể xâm phạm. Nhóc, cậu thật sự mặc kệ cô ta. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nghi hoặc. Diệp Bắc Minh không hề để ý, cô ta nghĩ cô ta là ai? Nữ đế thì ghê gớm lắm sao? Nếu không phải vì cô ta là sư phụ của sư phụ tôi, cô ta còn chẳng có tư cách cầu xin tôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười một tiếng, ha ha ha, không tệ. Chủ nhân của bản tháp nên có khí phách như vậy. Diệp Bắc Minh tự tin mỉm cười, cô ta nhất định sẽ cầu xin tôi. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi lại, cô nàng này rất kiêu ngạo. Sao cậu chắc chắn cô ta sẽ cầu xin cậu? Diệp Bắc Minh chỉ cười không nói. Một giây sau. Cầu xin cậu, kẻ phàm trần, tôi van cầu cậu. Phía sau anh truyền đến tiếng của Đông Phương Xá Nguyệt. Mang theo chút run rẩy và cầu xin. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục phấn chấn, mẹ, nhóc, nữ đế thật sự cầu xin cậu. Diệp Bắc Minh cũng hơi bất ngờ chút xíu, khẽ suy tư. Anh quay trở lại trước mặt Đông Phương Xá Nguyệt. Môi đỏ của Đông Phương Xá Nguyệt đang rỉ máu, nghiêng đầu qua kẻ phàm trần, tôi. Diệp Bắc Minh lạnh như băng mở miệng, cô gọi tôi là gì? Nhìn tôi. Đông Phương Xá Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh. Anh chợt quát khẽ, sai. Không muốn rời khỏi nơi này đúng không? Đông Phương Xá Nguyệt cúi đầu, cắn chặt môi đỏ. Trong lòng cô ta giãy giụa. Hít sâu một hơi. Lại ngẩng đầu, trong mắt cô ta mang theo lửa giận, tôi cầu xin cậu. Mang tôi rời khỏi nơi đây, tiến vào tòa tháp trên mặt hồ. Diệp Bắc Minh bật cười, cô cầu xin tôi là tôi phải đáp ứng. Đông Phương Xá Nguyệt hoàn toàn nổi giận, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Diệp Bắc Minh học giọng điệu của cô ta, sau này nói chuyện với tôi, đừng có dùng loại giọng điệu này, hiểu chưa? Đông Phương Xá Nguyệt gắt gao cắn chặt răng, hít sâu một hơi. Cô ta gật đầu, được. Diệp Bắc Minh tiếp tục mở miệng, sau này nhìn thấy tôi, đừng có mở miệng là một tiếng kẻ phàm trần, phải gọi anh Diệp, hiểu. Đông Phương Xá Nguyệt cắn răng, cậu, được, anh Diệp. Lớn tiếng chút, cô cầm tinh con kiến à, tôi không nghe được. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đông Phương Xá Nguyệt hít sâu một hơi, tôi đã hiểu, anh Diệp. Đông Phương Xá Nguyệt tôi, Xá Nguyệt Thần Đế đã hiểu. Diệp Bắc Minh hài lòng gật đầu, chính xác, nói thêm mấy lần anh Diệp, tôi đã hiểu. Anh Diệp, tôi đã hiểu. Anh Diệp, tôi đã hiểu, Đông Phương Xá Nguyệt nói một lượt mấy chục lần. Sau khi kết thúc, Đông Phương Xá Nguyệt khẽ run người, trong lòng thế mà nảy sinh cảm giác khác thường. Dường như cô ta không còn kháng cự và xấu hổ như vừa rồi. Diệp Bắc Minh thấy cảnh này thì âm thầm buồn cười. Nữ đế, kiêu ngạo, chỉ như thế mà thôi. Thiếu dạy dỗ thôi. Đi nào, tôi dẫn cô đi lên. Đông Phương Xá Nguyệt vội vàng nói, anh Diệp, nơi này có phong ấn. Tôi cần tiến vào thế giới bỏ túi của cậu mới có thể rời khỏi nơi đây. Toàn bộ thế giới Tam Thiên gần như không ai có được thế giới bỏ túi. Diệp Bắc Minh gần như là người duy nhất. Cho nên anh là hy vọng duy nhất của Đông Phương Xá Nguyệt. Diệp Bắc Minh chợt hiểu ra, một ý niệm hiện lên, thu Đông Phương Xá Nguyệt vào bên trong thế giới bỏ túi. Trở lại đỉnh thang trời, ngoài thi thể đầy đất ra, tất cả mọi người đều không thấy. Diệp Bắc Minh thả ra Đông Phương Xá Nguyệt, có chuyện gì đây vậy? Ánh mắt Đông Phương Xá Nguyệt trầm xuống, nhìn về phía tòa tháp trên hòn đảo giữa hồ, e rằng bọn họ đều đã tiến vào thánh tháp hoa tộc. Thánh tháp hoa tộc. Diệp Bắc Minh sững sờ. Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu, không có thời gian giải thích.
Chúng ta cũng đi vào, món đồ kia không thể rơi vào trong tay người khác. Tốc độ của hai người rất nhanh, lướt qua mặt nước đi đến hòn đảo giữa hồ. Mấy tấm bia đá khắc phù văn nổ tung, bị người phá hỏng. Đằng trước, kiến trúc cực giống tháp Càn Khôn Chấn Ngục mở rộng cửa ra vào, bên trong ngập tràn mùi máu tươi nồng nặc. Đông Phương Xá Nguyệt vò thẳng vào. Diệp Bắc Minh đi theo sau. Khoảnh khắc tiến vào tòa tháp, cả người anh không khỏi khẽ sửng sốt. Một cái bục cao nhỏ yên lặng đứng tại khu vực trung tâm của tầng thứ nhất, bốn phía nằm mấy trăm thi thể người tu võ. Bên cạnh tường, có một cầu thang đi thông lên tầng thứ hai. Diệp Bắc Minh lắp bắp kinh hãi, tiểu tháp, nơi này lại giống y như đúc bên trong tháp. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục đáp, có người chuyên môn bắt chước cấu tạo bên trong bản tháp để xây dựng. Tôi có thể khẳng định, người xây dựng nên nơi này nhất định đã từng là một đời ký chủ của bản tháp. Diệp Bắc Minh đang muốn hỏi thêm. Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng nói, cậu cứ tiếp tục ngẩn người đi, đồ vật sẽ bị người nhanh chân đến trước. Lúc Diệp Bắc Minh lấy lại tinh thần, bóng lưng của Đông Phương Xá Nguyệt đã biến mất tại cửa vào tầng thứ hai. Anh bước lên trước, đi thẳng tới tầng thứ hai. Tình huống của tầng thứ hai giống y như đúc với tầng thứ nhất. Khu vực trung tâm có một bục cao nhỏ và cầu thang thông lên tầng ba. Trên mặt đất vẫn nằm mấy trăm bộ thi thể. Hai người tiến lên không ngừng không nghỉ, mỗi một tầng đều có chừng trăm cỗ thi thể. Cuối cùng, ở tầng thứ sáu, bọn họ nhìn thấy một người sống. Vũ Thiên Tuyệt. Anh Diệp, ngài đã tới. Vũ Thiên Tuyệt chỉ còn lại nửa thân thể, nửa người dưới hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc trông thấy Diệp Bắc Minh, hắn ta kích động bỏ qua. Ngân châm trong tay Diệp Bắc Minh rơi xuống. Tạm thời ổn định vết thương của hắn ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại chết nhiều người như vậy? Vũ Thiên Tuyệt ho ra một ngụm máu tươi, sau khi ngài nhảy vào trong hồ nước, tòa tháp này đột nhiên xảy ra biến cố. Mấy người trẻ tuổi kinh khủng kia phát điên xông vào tòa tháp này, không để ý đến chúng tôi. Bọn họ lao thẳng đến tầng cao nhất, không hề dừng lại. Chúng tôi phát hiện mỗi một tầng của tháp này đều có một cái bục cao nhỏ, trên đó đặt một bảo vật. Mọi người trực tiếp ra tay cướp đoạt, trong hỗn loạn không biết ai lấy được bảo vật. Nhưng ai ai cũng giết đỏ cả mắt rồi, tôi chém giết đến tầng thứ sáu thì không thể kiên trì được nữa. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lập lòe, không có ý định tiến lên tầng thứ bảy. Đông Phương Xá Nguyệt nhíu mày, hắn ta chết chắc rồi. Chẳng lẽ cậu còn muốn cứu hắn ta? Mỗi một giây cậu lãng phí ở chỗ này, cơ hội bọn họ lấy được thánh vật hoa tộc lại nhiều thêm một phần. Vũ Thiên Tuyệt vội vàng mở miệng, anh Diệp, tôi biết mình không sống nổi. Trước khi chết, tôi hy vọng ngài có thể giúp tôi một chuyện. Cầu xin ngài. Hắn ta xê dịch nửa người trên, bò đến dưới chân Diệp Bắc Minh. Điên cuồng dập đầu trên mặt đất. Diệp Bắc Minh gật gật đầu, gấp gáp gì. Hai mắt Phú Thiên Tuyệt đỏ bừng, em gái tôi trời sinh không thể tu võ, sau khi tôi chết, một mình con bé nhất định sống không nổi tại nhà họ Vũ. Nếu, anh Diệp có một chút thời gian, tôi hy vọng ngài có thể đi nhà họ Vũ một chuyến. Không cần ngài giúp tôi làm cái gì, chỉ cầu xin ngài mang con bé đi, tìm một chỗ để con bé sống sót thật tốt. Nói xong, hắn ta lấy ra một viên đạn dược dính đầy máu tươi. Đây là đan dược tôi cướp được tại tầng thứ sáu, đưa cho anh Diệp làm thủ lao. Em gái, anh xin lỗi, anh không. Còn chưa kịp nói xong một câu, hai mắt Phú Thiên Tuyệt hoàn toàn mất đi ánh sáng. Diệp Bắc Minh khoát tay cuốn lấy viên đan dược nhuốm máu kia, biến mất tại lối vào tầng thứ bảy. Tầng thứ bảy và tầng thứ tám không có một ai. Trong chớp mắt tiến vào tầng thứ chín. Diệp Bắc Minh trừng to mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm bích họa trên tường tầng thứ 9. Tam Hoàng Ngũ Đế. Hít hà, sao có thể? Anh hít sâu một hơi. Trên vách tường bốn phía vẽ tám bức bích họa hình người khí thế hào hùng. Diệp Bắc Minh ngay lập tức nhận ra chúng vẽ về Tam Hoàng Ngũ Đế. Đông Phương Xá Nguyệt bình tĩnh nói, cậu cũng biết bọn họ. Diệp Bắc Minh bật thốt lên, nói thừa, thân là con dân Hoa Hạ. Có ai lại không biết đến Tam Hoàng Ngũ Đế chứ? Xảy ra chuyện gì vậy,
chẳng phải bọn họ chỉ là người ở trong truyền thuyết thần thoại sao? Đông Phương Xá Nguyệt cười một tiếng, hoa tộc Côn Luân các cậu có bao nhiêu năm lịch sử? Diệp Bắc Minh nhướng mày, nhớ lại sách lịch sử cấp 2, trên dưới 5.000 năm. Đông Phương Xá Nguyệt lắc đầu, tùy tiện một người tu võ tại thế giới Tam Thiên đều có tuổi thọ hơn 5.000 năm. Ý của cô là... Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Đông Phương Xá Nguyệt thản nhiên nói, là thế giới của cậu chỉ có 5.000 năm lịch sử, mà lịch sử của hoa tộc địa bàn Côn Luân hơn xa 5.000 năm. Tam Hoàng Ngũ Đế hoa tộc đặc biệt nổi tiếng tại thế giới của chúng tôi, chỉ tiếc, ha ha. Hô hấp Diệp Bắc Minh trở nên dồn dập, đáng tiếc cái gì? Đông Phương Xá Nguyệt hơi đắc ý, tôi còn tưởng rằng cậu thật sự chẳng quan tâm đến điều gì cơ, xem ra cậu cũng có thứ mình muốn biết. Muốn biết thì tự đi nhìn đi. Bên trong tòa tháp này chắc có không ít bí mật. Nói xong, cô ta chuẩn bị trực tiếp tiến vào tầng thứ 10. Trong nháy mắt sắp bước vào tầng thứ 10, Đông Phương Xá Nguyệt dường như cảm nhận được gì đó. Cô ta dừng bước, quay đầu nhìn Diệp Bắc Minh, cho tôi vào trong thế giới bỏ túi. Lưu lại giúp tôi một sợi thần niệm để liên lạc với bên ngoài. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, sao vậy? Bọn họ đều ở tầng thứ 10 này. Diệp Bắc Minh không chút do dự, trực tiếp đi lên tầng thứ 10. Lúc anh nhìn rõ ràng tất cả trước mắt thì hoàn toàn ngây dại, tình huống gì đây vậy? Sở Vô Trần, Sở Đẳng Nhàn, Sở Vị Ương, Sở Sở. Giao Cơ, Lý Thất Dạ. Đám người Mạc Huyền, Mộ Dung Tình. Bao gồm cả bốn lão già cảnh giới động hư của nhà họ Sở, tất cả bọn họ đứng yên tại chỗ như thể người gỗ. Không hề nhúc nhích, duy trì động tác xông đến trung tâm tầng thứ 10. Khu vực trung tâm tầng thứ 10 có tổng cộng 3 bục cao nhỏ. Một bục cao nhỏ trong đó không có vật gì. Bục cao nhỏ chính giữa đặt một quyển trục cổ xưa. Trên bục cao nhỏ thứ 3 là một hộp kiếm, kiếm bên trong đã biến mất. Tên kia, thế mà mày không chết. Sở Vô Trần hơi kinh ngạc, tên phế vật Kim Nguyên Thành này lại không giải quyết được một tên phế vật. Kim Nguyên Thành chính là lão già cảnh giới động hư kia. Một giây sau, Sở Vô Trần chợt cười, ha ha, có điều mày không chết cũng chẳng có tác dụng, người tiến vào tầng này hoàn toàn không thể cử động. Diệp Bắc Minh nhướng mày, xảy ra chuyện gì vậy? Không ai trả lời. Chỉ có giọng nói chỉnh tề vang lên, chúng tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sau khi chúng tôi tiến vào tầng thứ 10, cùng lao thẳng đến 3 bục cao nhỏ. Thân thể đột nhiên không thể cử động, ngay cả chúng ta muốn nói chuyện cũng phải nhờ chân nguyên mới phát ra âm thanh. Diệp Bắc Minh cực kỳ kinh ngạc, tất cả mọi người đều không thể động. Tầng thứ 10. Chẳng lẽ là lĩnh vực thời gian? Sở Vị Ương lạnh giọng nói nhảm. Không thì chúng tôi đang làm gì? Chẳng lẽ anh có thể hành động? Diệp Bắc Minh bước ra một bước, xin lỗi, tôi thật sự có thể hành động. Cái gì? Sắc mặt mọi người biến đổi. Sở Vô Trần quát lớn, thằng kia, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ là mày đang giở trò quỷ? Anh đang chất vấn tôi, thứ gì vậy? Diệp Bắc Minh bước lên trước, duỗi tay tát vào mặt Sở Vô Trần. Chát! Âm thanh vô cùng giòn giã vang vọng, trên mặt Sở Vô Trần có thêm một dấu tay đỏ tươi. Cảnh tượng đột nhiên xuất hiện khiến trong lòng tất cả người tại đây trào dâng sóng to gió lớn. Không ai có thể ngờ, Diệp Bắc Minh lại dám ra tay đánh Sở Vô Trần. Lớn mật! Mày dám động đến Vô Trần thiếu gia? Diệp Càn Khôn, mày biết hậu quả của hành động này không? Bốn lão già cảnh giới động hư rít gào. Sở Vô Trần càng là đỏ bừng mắt, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, thứ phế vật, cái tát này tao nhớ kỹ rồi. Vậy cứ nhớ kỹ đi, kiếp sau đừng quên, Diệp Bắc Minh đáp. Sở Vô Trần cảm thấy giọng điệu của anh không quá thích hợp, mày có ý gì hả? Diệp Bắc Minh khoát tay, kiếm không tên xuất hiện trong tay anh, tiễn anh lên đường. Mày dám? Sở Vô Trần bị dọa sợ, giọng nói run rẩy. Gào thét như nổi điên, mày biết tao là người nào không? Tao là... Một kiếm chém xuống. Quả quyết, dứt khoát. Phụt. Thân thể Sở Vô Trần nổ tung, trong nháy mắt hóa thành một đám xương máu. Hả?
Mẹ kiếp, Sở Sở há to miệng. Sở Vị Ương cũng bị dọa, thân thể mềm mại run lên, không dám đưa mắt nhìn Diệp Bắc Minh, sao anh ta dám? Sở Vô Trần chết rồi ư? Sở Vô Trần không ai sánh bằng đã chết rồi ư? Chết một cách vô nghĩa, bị một kẻ mà anh ta coi là con kiến, con lợn giết chết chỉ bằng một nhát kiếm. Cậu chủ! Không! Bốn lão già cảnh giới động hư gào khản giọng, Diệp Càn Khôn. Nhà họ Sở sẽ không tha cho mày. Diệp Bắc Minh cười khẩy, mấy ông quan tâm anh ta tới vậy cơ à? Nếu vậy thì đi theo anh ta luôn đi. Mày định làm gì? Bốn lão già cảnh giới động hư giật mình. Một giây sau, Diệp Bắc Minh bước tới trước mặt bốn lão già cảnh giới động hư, vung kiếm chém xuống. Phập, 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 phập. Bốn cái đầu người rơi xuống đất. Trên khuôn mặt già nua của bọn họ vẫn còn in rõ biểu cảm sợ hãi tột độ, tại sao kẻ này lại dám thực sự giết bọn họ? Ồ! Những người còn lại hít sâu một hơi. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Vị Ương tái mét lại, Diệp Càn Khôn, anh gây ra họa lớn tày trời rồi. Con người xinh đẹp của Sở Sở cũng thu nhỏ hẳn lại, với địa vị của Sở Vô Trần ở nhà họ Sở thì phen này sẽ gây ra một cơn rung chuyển long trời lở đất. Diệp Bắc Minh vẫn thản nhiên như thường, dù sao cũng đã giết rồi, chẳng sao cả. Sở Vị Ương ngẩn người. Thế này mà còn chẳng sao ư? Một giây sau, Diệp Bắc Minh chuyển mắt nhìn sang Sở Đằng Nhàn. Sở Đằng Nhàn sợ run lẩy bẩy nhưng vì cơ thể không nhúc nhích được nên ngay cả việc run rẩy cũng là chuyện xa vời. Diệp Càn Khôn, à, không, 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 anh Diệp. Không, 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 đại nhân, tôi mới là lợn, tôi mới là rác rưởi. Xin ngài đừng giết tôi sẽ đưa cho ngài toàn bộ của cải của tôi. Xin hãy tha cho tôi lần này. Ánh mắt Diệp Bắc Minh băng giá, lúc mày muốn sáu người phụ nữ kia chảy cạn máu mà chết, sao mày không nghĩ tới lúc này? Anh vung tay lên, 13 cây ngân châm rơi xuống. Đâm vào trong người Sở Đằng Nhàn. Đây là... Sở Vị Ương và Sở Sở nhìn chằm chằm bóng lưng của Diệp Bắc Minh. Lẽ nào người này lại là anh ta? Không thể nào. Bọn họ đã từng xuất hiện cùng một lúc, hơn nữa... Người kia hoàn toàn không có tư cách để tiến vào cấm địa luân hồi. Á! Khoảnh khắc khi những cây ngân châm cắm vào người, Sở Đằng Nhàn hét lên đau đớn xé gan xé ruột. Điều khiến anh ta khổ sở nhất chính là cơ thể của anh ta không thể dãy dụa lấy một lần. Anh ta chỉ còn nước chịu đựng cơn đau do quỷ môn thập tam châm gây ra. Trước ánh mắt lạnh lùng của Diệp Bắc Minh, Sở Đằng Nhàn đã phải chịu đựng đau đớn tới chết. Kiếm không tên chém xuống, thi thể của Sở Đằng Nhàn nổ tung. Mấy người còn lại của nhà họ Sở đều không có một ai được anh tha mạng, tất cả đều bị giết sạch. Sở Vị Ương giật mình la lên, Diệp Càn Khôn, anh điên thật rồi. Sở Sở cực kỳ ngờ vực, anh là chủ nhân của cây kẹo que à? Diệp Bắc Minh thầm than hỏng rồi, anh sử dụng quỷ môn thập tam châm nên có khả năng đã bị nhận ra rồi. Anh chuyển mắt nhìn sang những người khác. Mộ Dung Tình lập tức nói, anh Diệp, giữa chúng ta không hề có bất kỳ xung đột nào. Cũng không hề có bất kỳ mâu thuẫn nào, xin anh giơ cao đánh khẽ. Mạc Huyền nóng ruột, anh Diệp, tôi đã nhận lỗi rồi. Tôi xin thề, sau này anh bảo tôi làm gì, nhất định tôi sẽ không làm trái ý anh. Giao Cơ cũng nói theo, anh Diệp, cha tôi là một yêu hoàng. Chỉ cần anh bảo vệ tôi bình an. Tôi thề, từ giờ trở đi, anh sẽ là khách quý tối thượng của yêu tộc. Ngay cả người đứng đầu thiên bảng là Lý Thất Giả cũng không nhịn được mở miệng, anh Diệp, chúng ta không phải là kẻ địch. Anh đã mạnh hơn hạng một của thiên bảng rồi, anh không cần phải giết tôi nữa. Diệp Bắc Minh cảm thấy buồn cười. Đứng trước chuyện sinh tử, dù là ai đi chăng nữa cũng đều phải cúi đầu khuất phục. Anh nhìn lướt qua Mạc Huyền, đang định xuống tay. Trái tim Mạc Huyền vọt lên tới tận cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra. Đột nhiên, Đông Phương Xá Nguyệt mở miệng, cậu Diệp, cậu đi lấy cuốn trục kia đi đã rồi làm gì thì làm. Diệp Bắc Minh chuyển mắt nhìn về phía cuốn trục nằm trên chiếc bục ở giữa. Anh bước tới, cầm lấy nó. Một luồng cảm xúc tang thương, nặng nề ập tới,
anh tiện tay mở cuốn trục ra xem, Thần Nông Bách Thảo Kinh. Đông Phương Xá Nguyệt nhẹ nhàng giải thích, thứ này là kết tinh những điều tâm đắc suốt đời của dược đế Thần Nông Thị của Hoa tộc, chẳng những ghi chép vô số phương pháp luyện chế đan dược, mà còn bao gồm cả y thuật ngút trời, cậu kiếm được món hời rồi. Con người của Diệp Bắc Minh thu nhỏ lại, anh đang định xem xét nó kỹ càng hơn thì. Bỗng nhiên, không gian của tầng thứ 10 rung chuyển. Mọi người bỗng chốc đều có thể cử động. Mạc Huyền tỏa ra ma khí màu đen bao quanh cơ thể rồi xông thẳng tới cửa ra của tầng thứ 10. Mộ Dung Tình bám theo sát đằng sau. Hai người bọn họ nhanh chóng biến mất. Đi mau, rất có khả năng tòa tháp này đang ở tầng thứ 11. Sở Vị Ương biến sắc. Thân thể yêu kiều lóe lên rồi biến mất. Diệp Bắc Minh cất cuốn trục, đi lên tầng thứ 11. Nơi này vẫn là một cung điện được xây bằng đá đã khá cũ. Mạc Huyền đứng phía cuối gian thạch điện, cầm một pho bảo tháp cổ trong tay. Sở Vị Ương nằm nhổm nửa người dậy, ôm ngực, phun ra một búng máu. Mộ Dung Tình cũng bị thương, nằm ở một góc. Mạc Huyền, anh ra tay với cả tôi sao? Anh đừng quên, anh đã thể bằng tinh thần võ đạo rồi. Lẽ nào anh muốn tẩu hỏa nhập ma, bị sét đánh chết hay sao? Ha 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 ha. Mạc Huyền cầm bảo tháp bằng một tay, bản tọa không phải Mạc Huyền, bản tọa chính là ám sát ma thần. Sau khi tên rác rưởi Mạc Huyền tiến vào đây, gã đã bị bản tọa đoạt xá rồi. Giọng nói đầy kích động của tháp càn khôn chấn ngục vang lên, nhóc con, thứ kia chính là mảnh vỡ của bản thể của tôi hóa thành. Tốt! Diệp Bắc Minh trực tiếp xông tới, kiếm không tên rít lên, kiếm khí cao cả trăm thước giáng xuống. Ám sắc ma thần cười lạnh lùng, đồ ngu xuẩn, mày dám khiêu khích sự oai nghiêm của bản tọa à? Chết đi! Ám sắc ma thần quát to, đỉnh tháp trong tay lóe sáng. Kiếm khí của Diệp Bắc Minh bỗng chốc bị chôn vùi, một luồng hơi thở cuồn cuộn ập tới như sóng thần. Diệp Bắc Minh như bị sét đánh, cơ thể bắn ra ngoài như con diều đứt dây, đập mạnh vào bức tường của thạch điện. Mẹ kiếp! Mạnh thật đấy, tiểu tháp, đó chỉ là một mảnh vỡ thôi mà đã mạnh khủng khiếp vậy rồi sao? Trong lòng Diệp Bắc Minh hết sức kinh ngạc. Tháp càn khôn chấn ngục trả lời, hỏi thừa, bản tháp vô địch thiên hạ. Chỉ một mảnh vỡ thôi đã đủ để nghiền nát toàn bộ thế giới tam thiên. Diệp Bắc Minh ôm ngực đứng dậy, bùng nổ đi, giết chết tên kia trong nháy mắt đi. Giọng Đông Phương Xá Nguyệt vang lên, để tôi. Đông Phương Xá Nguyệt chỉ vừa nghĩ vậy trong đầu thì đã thình lình xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy cô ta, con người của ám sắc ma thần thu nhỏ lại, là cô ư. Sao lại như vậy được? Đông Phương Xá Nguyệt đanh mặt lại. Sai cậu đi cứu bản đế, cậu lại dám bỏ chạy một mình. Sau khi trở về, nhớ úp mặt vào tường sám hối 1.000.000 năm. Không có lệnh của bản đế, không được phép rời khỏi. Ám sắc ma thần quỳ phịch xuống đất, chủ nhân, tôi biết lỗi rồi. Ám sắc ma thần run lẩy bẩy. Như nhìn thấy ma. Chủ nhân. Diệp Bắc Minh sững sờ. Sở Vị Ương và Mộ Dung Tình ngẩn người. Người phụ nữ thình lình xuất hiện này là ai? Đưa đây. Đông Phương Xá Nguyệt bước tới trước mặt ám sắc ma thần, duỗi năm ngón tay trắng trẻo ra. Ám sắc ma thần quỳ dưới đất, hai tay nâng tháp càn khôn chấn ngục lên cao quá đỉnh đầu. Nắm ngón tay của Đông Phương Xá Nguyệt vừa cầm lấy nó, một luồng sáng lập tức lóe lên. Ngọn bảo tháp cổ biến mất, hóa thành một mảnh vỡ. Mặt Đông Phương Xá Nguyệt ửng hồng, đã lấy được mảnh thứ ba rồi. Cậu còn không mau hóa về nguyên hình đi. Vâng, thưa chủ nhân. Ám sắc ma thần vâng dạ, ma khí quanh người bốc lên cuồn cuộn. Ám sắc ma thần hóa thành một sinh vật đen như mực. Có đầu rồng, thân kỳ lân, mai rùa huyền vũ và một cặp cánh chu tước. Nó ngoan ngoãn nằm dưới chân Đông Phương Xá Nguyệt. Giọng tháp càn khôn chấn ngục trở nên nghiêm túc, thần thú tứ tượng. Quả nhiên cô ta là người của đế tộc Đông Phương. Diệp Bắc Minh nheo hai mắt lại, Đông Phương Xá Nguyệt, cô lừa tôi à? Đông Phương Xá Nguyệt cười, bản đế lừa cậu bao giờ? Cậu đã lấy được phương pháp luyện chế đan dược rồi, trong Thần Nông Bách Thảo Kinh có ghi chép vô số phương pháp luyện chế đan dược.
cậu cũng đã biết nguồn gốc của hoa tộc rồi, sao cậu lại nói là tôi lừa cậu? Bớt nói nhiều đi, giao mảnh vỡ của tiểu tháp ra đây. Diệp Bắc Minh quát to. Anh hóa thành một chiếc bóng mờ, cầm kiếm không tên trong tay, xông thẳng tới chỗ Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt cười khẽ, rót một luồng sức mạnh vào mảnh vỡ của tháp Càn Khôn Chấn Ngục, năng lượng bùng nổ. Diệp Bắc Minh bị bắn ra ngoài. Đông Phương Xá Nguyệt mỉm cười, thiên phú của cậu mạnh hơn sư phụ của cậu nhiều, bọn chúng không xứng làm đệ tử của tôi. Nhưng cậu thì xứng đáng có tư cách đó. Quỳ xuống, bái tôi làm sư phụ đi rồi giao hồn tháp ra đây. Xá Nguyệt thần đế tôi cam đoan sẽ ban thưởng cho cậu một vận may lớn. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, lúc cô cầu xin tôi, cô không hề như vậy. Thần thú tứ tượng sửng sốt, gì cơ? Chủ nhân cầu xin cậu ta ư? Sao có thể, chủ nhân tối thượng của tôi sao có thể cầu xin một kẻ phàm trần thấp kém chứ? Lẽ nào chủ nhân có sở thích đặc biệt gì ư? Nghĩ đến đây, thần thú tứ tượng dùng mình. Nụ cười của Đông Phương Xá Nguyệt cứng lại, đôi mắt của cô ta lóe lên sát ý rồi lại thôi, cậu nói nhăng nói cuội gì vậy? Ngậm miệng lại cho bản đế. Cô ta chủ động tấn công, lợi dụng sức mạnh của mảnh vỡ của tháp Càn Khôn Chấn Ngục để xông tói. Diệp Bắc Minh quát to, tiểu tháp, dốc toàn lực cho tôi. Gầm. Tiếng rồng gầm vang lên. Một luồng năng lượng dung chuyển trời đất hội tụ lại, chín ma long màu đen bên trong long tích lao vút lên trời. Đòn tấn công của Đông Phương Xá Nguyệt lao tới, đôi bên va vào nhau. Ầm ầm. Tiếng rung chấn vang lên ầm ĩ, luồng năng lượng khổng lồ lan đi như một cơn sóng thần. Toàn bộ thạch điện rung chuyển dữ dội, vách tường bằng đá vỡ ra, lung lay sắp đổ, tạo thành những lỗ hổng to khủng khiếp. Sở Vị Ương không chút chần chừ, đi thôi, ngọn tháp này sắp sập rồi. Cô ta túm tay Sở Sở, quay người biến mất. Ba người Lý Thất Dạ, Giao Cơ, Mộ Dung Tình thấy vậy, e dè thoáng nhìn Diệp Bắc Minh. Sau đó, bọn họ cũng quay người chạy ra khỏi thạch điện. Hai chị em họ Sở đã đứng vững trên mặt đất. Lúc này, Sở Sở mới khiếp sợ nói, chị à, hình như vừa rồi em nhìn thấy chín con rồng đen thì phải. Diệp Càn Khôn chính là Diệp Bắc Minh phải không? Lúc nãy, anh ta còn sử dụng quỷ môn thập tam châm nữa. Có lý nào hai người lại cùng biết một chiêu này? Sở Vị Ương nheo mắt, có thiên bảng trấn thủ, Diệp Bắc Minh không có tư cách tiến vào cấm địa luân hồi. Có lẽ chỉ là hai người sử dụng công pháp tương tự nhau mà thôi. Sở Sở cau mày, thật ư? Đột nhiên, đùng một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên. Đỉnh tháp vỡ ra một lỗ hổng rất to, sau đó, vết nứt lan ra khắp toàn bộ thân tháp. Ầm ầm. Tòa tháp sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ di tích Côn Luân thượng cổ rung chuyển dữ dội. Thang trời rời ra, những bậc thang bay tứ tán giữa không trung. Những tia sét chằng chịt răng khắp bầu trời, cả tòa di tích Côn Luân thượng cổ dường như đang kêu vang ầm ĩ, trên không trung xuất hiện những mảng phù văn. Như thể sắp tận thế vậy. Sở Vị Ương biến sắc cực kỳ khó coi, nguy rồi. Ngọn tháp này là mắt trận của toàn bộ di tích Côn Luân thượng cổ. Một khi nó sụp đổ, toàn bộ không gian sẽ sụp đổ theo, chúng ta cũng sẽ chết ở chốn này. Sở Sở luống cuống, chị, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Sở Vị Ương cắn răng lấy ra một miếng ngọc bội màu đỏ, lẩm bẩm nói gì đó. Miếng ngọc bội sáng lên, Sở Vị Ương phun ra một búng máu trúng vào miếng ngọc bội. Khoảng không gian trước mặt trở nên méo mó. Miếng ngọc bội lóe lên những mảng phù văn màu máu, xé toạc không gian, mở ra một lối đi. Dẫn tới quảng trường điện chân võ. Đi thôi. Sở Vị Ương quát khẽ. Hai chị em đi vào trong đó. Ba người Lý Thất Dạ, Giao Cơ, Mộ Dung Tình cũng bám theo sau không chút chần chừ. Cầu nối không gian biến mất. Lúc này, trên không trung của di tích Côn Luân thượng cổ. Đông Phương Xá Nguyệt đứng lơ lửng trên không, kẻ phàm trần, cậu là người duy nhất có tư cách trở thành đệ tử của tôi. Vậy mà cậu lại không biết quý trọng cơ hội này, cậu có biết mình đã bỏ lỡ điều gì không? Bản đế cho cậu thêm một cơ hội cuối cùng, quỳ xuống. Ngạo mạn,
lạnh lùng, coi trời bằng vung. Diệp Bắc Minh cười, sớm muộn gì cũng có ngày tôi bắt cô phải quỳ xuống dưới chân tôi. Tự lao đầu vào chỗ chết. Đông Phương Xá Nguyệt nói. Ngón tay thon dài như ngọc của cô ta giơ cao lên, những tia sét ngoằn ngoèo bổ về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh vung kiếm lên đỡ, chém đứt tia sét. Một giây sau, mấy chục đạo tia sét tụ lại, bao vây Diệp Bắc Minh giữa mắt báo. Sắc mặt Diệp Bắc Minh trở nên khó coi, tiểu tháp, không phải cô ta đang bị thương hay sao? Tại sao đột nhiên cô ta lại có sức chiến đấu khủng khiếp như vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hơi lúng túng, khụ khụ, nhóc con, đúng là cô ta bị thương. Sức mạnh này không phải của cô ta mà là cô ta sử dụng mảnh vỡ của bản tháp, lợi dụng sức mạnh có trong đó. Thì ra là thế. Diệp Bắc Minh tập trung nhìn vào mảnh vỡ của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, nghĩa là chỉ cần tôi cướp được mảnh vỡ về thì cô ta sẽ không làm gì được nữa đúng không? Có thể nói như vậy. Sau khi nhận được câu trả lời của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục, Diệp Bắc Minh không chút do dự, chín ma long màu đen hiện ra sau lưng anh, ma khí ngút trời ngưng tụ lại. Xông lên cho tôi. Anh quát to một tiếng. Chín con ma long màu đen lao ra, đấu với những tia sét. Đồng thời, Diệp Bắc Minh lao vút ngang bầu trời, xông tới tựa như một ngôi sao băng. Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng bật ra một chữ cấm. Ầm. Thân thể của Diệp Bắc Minh va mạnh vào một bức tường vô hình, suýt thì thổ huyết. Phong. Cô ta vừa dứt lời, bỗng nhiên bốn phương tám hướng xuất hiện những bức tường chắn bằng năng lượng, giam Diệp Bắc Minh vào giữa. Diệp Bắc Minh sử dụng kiếm Càn Khôn Trấn Ngục, chém liền một mạch mười mấy nhát kiếm khí. Thế nhưng, tất cả đều biến mất sau khi chém vào bức tường chắn bằng năng lượng, không hề gây ra được chút gợn sóng nào, tất cả đều biến mất. Diệp Bắc Minh kinh ngạc, tiểu tháp, chuyện này là sao? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, đây là sức mạnh của phép tắc, sức mạnh võ đạo bình thường hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh phép tắc. Đông Phương Xá Nguyệt cười nhạt một tiếng, xoay chuyển. Thân thể của Diệp Bắc Minh bị mất khống chế, điên cuồng xoay tại chỗ. Lên. Xuống. Lùi. Tiến. Đông Phương Xá Nguyệt bước tới, đứng sau lưng thần thú tứ tượng, kẻ phàm trần, cậu đã biết sự lợi hại của bản đế chưa? Ở trước mặt bản đế, những kiến thức cậu tích lũy được cả đời chỉ đáng được xem là trò cười. Chỉ cần bản đế muốn thì bản đế có thể giết chết cậu ngay bây giờ. Trong khi cậu không hề có bất kỳ cơ may phản kháng nào. Cô ta đứng trên cao, lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh ở dưới, quỳ xuống, thần phục. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, được thôi, cô cầu xin tôi đi. Nụ cười của Đông Phương Xá Nguyệt cứng nở lại, cậu đừng nghĩ là tôi không dám giết cậu. Thu. Năm ngón tay trắng như ngọc bóp chặt lại. Một luồng áp lực cực kỳ kinh khủng ập tới. Trong mắt của Diệp Bắc Minh lập tức bị sung huyết, máu thịt bị dồn ép về phía lục phủ ngũ tạng. Á! Diệp Bắc Minh khẽ kêu lên, khoảnh khắc anh ngất đi, trên trán xuất hiện một con mắt. Con mắt thần ma! Một giọng nói già nua vang lên, hậu duệ của tôi mà cô cũng dám động vào sao? Cuối cùng Đông Phương Xá Nguyệt cũng biến sắc, di thể khiếm khuyết của thần ma ư. Sao có thể như vậy được? Đột nhiên, ma khí sôi sục trong con mắt thần ma, hình thành nên một lĩnh vực tuyệt đối. Toàn bộ sức mạnh phép tắc đều biến mất. Một giây sau, một xúc tua vươn ra từ trong con mắt thần ma, quấn quanh eo của Đông Phương Xá Nguyệt, kéo cô ta tới trước mặt Diệp Bắc Minh. Kẻ phàm trần, cậu dám khinh nhờn bản đế à? Đông Phương Xá Nguyệt quát gằn một tiếng. Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu đầy tơ máu. Đồng tử sổ dọc của con mắt thứ ba giữa trán đen thăm thẳm tựa như hố đen. Hai tay Diệp Bắc Minh bóp chặt lại, giữ lấy vòng eo nhỏ của Đông Phương Xá Nguyệt. Thân thể hai người dán sát vào nhau. Tiếng hít thở nặng nề, mùi hương của đàn ông phả thẳng vào mặt cô ta. Mặt hai người càng ngày càng sát lại gần nhau, chóp mũi chạm vào nhau. Cậu muốn làm gì? Thân thể yêu kiều của Đông Phương Xá Nguyệt run lên, khinh nhờn thần đế, cậu. Ầm. Tiếng xé vải vang lên. Ôi! Đông Phương Xá Nguyệt hét lên một tiếng. Toàn thân cô ta run rẩy.
Cô ta là thần đế nhưng cũng là một người phụ nữ. Một người phụ nữ hoàn hảo không chút tì vết. Lúc này, hai tay Diệp Bắc Minh giữ chặt lấy Đông Phương Xá Nguyệt, trong mắt anh ngập tràn tơ máu. Đông Phương Xá Nguyệt run rẩy, sao cậu dám? Tôi là Xá Nguyệt thần đế, ưm. Miệng cô ta bị chặn lại. Tôi không thấy gì hết. Thần thú tứ tượng sợ rùng mình, quay người nhảy xuống hồ nước nhanh như một làn khói. Một ngày sau, Đông Phương Xá Nguyệt thay một bộ đồ khác, lạnh lùng nhìn thần thú tứ tượng nằm dạp mình bên bờ hồ, ám sắc ma thần. Hay cho cái tên ám sắc ma thần. Ai dạy cậu đặt cái tên này vậy? Thần thú tứ tượng, cậu thật to gan. Thần thú tứ tượng run lẩy bẩy, chủ nhân, lúc ngài mất tích, thuộc hạ không có chỗ dựa nên đã tới ma giới. Thuộc hạ cảm thấy cái tên ám sắc ma thần này rất phù hợp với phong thái của mình nên mới đặt cho mình tên gọi như vậy. Chủ nhân, thuộc hạ thực sự không hề dám phản bội ngài. Tuy nói vậy nhưng trong lòng thần thú tứ tượng lại không nhịn được lẩm bẩm, mẹ kiếp, đúng là phụ nữ. Chuyện này vốn chẳng hề liên quan gì với bản thần thú cả. Đông Phương Xá Nguyệt lạnh lùng nói, tôi hỏi cậu chuyện này à? Thần thú tứ tượng nuốt nước bọt, chủ nhân, chuyện vừa rồi thuộc hạ không hề thấy gì hết. Cậu còn nói nữa hả? Đông Phương Xá Nguyệt giận dữ ra mặt. Thần thú tứ tượng ngửa mặt lên trời thề thốt, chủ nhân, vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì hết. Sắc mặt Đông Phương Xá Nguyệt dịu lại. Đôi mắt đẹp của cô ta dần trở nên lạnh lùng, quay về với vẻ kiêu ngạo trước đây. Cô ta nhìn về phía Diệp Bắc Minh ở đằng xa. Thì thấy. Ma khí quanh người Diệp Bắc Minh sôi trào, hóa thành một thứ trông như chiếc kén, bao bọc lấy người Diệp Bắc Minh. Sát ý lóe lên trong mắt Đông Phương Xá Nguyệt rồi lập tức biến mất. Cô ta im lặng một lát rồi mới lạnh lùng mở miệng, kẻ phàm trần, đừng vui mừng quá sớm. Sớm muộn gì tính mạng của cậu cũng sẽ thuộc về tôi. Mảnh vỡ tháp càn khôn chấn ngục trong tay cô ta rạch một đường giữa không trung, tạo nên một khe hở không gian. Tôi còn để lại cho cậu một niềm vui hết sức lớn lao đấy. Nói rồi, cô ta cưỡi trên mình thần thú tứ tượng, biến mất. Cảnh giới thiên huyền. Khoảnh khắc mở mắt ra, Diệp Bắc Minh lập tức cảm thấy thực lực của bản thân đã thay đổi. Xảy ra chuyện gì vậy? Không phải là mình đang đánh nhau với Đông Phương Xá Nguyệt sao? Tại sao mình lại thăng cấp thế này? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười thành tiếng, hề hề. Nhóc con nhà cậu hấp thụ một phần sức mạnh của Đông Phương Xá Nguyệt thì thăng cấp có gì lạ đâu. Cái gì cơ, tôi hấp thụ sức mạnh của Đông Phương Xá Nguyệt hả? Diệp Bắc Minh ngẩn người, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cậu kiểm tra tay phải của mình đi. Tay phải. Diệp Bắc Minh cúi đầu nhìn thử, con người lập tức thu nhỏ lại. Không ngờ trong tay anh lại đang cầm một chiếc áo ngực. Đây là... của Đông Phương Xá Nguyệt, chúng tôi. Đúng vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười khẽ, có điều cậu yên tâm, bản tháp chỉ biết sơ sơ chuyện ấy thôi. Lúc cậu làm chính sự thì bản tháp đã chủ động cắt đứt liên lạc rồi, bản tháp không biết cụ thể thế nào đâu. Khóe môi Diệp Bắc Minh dần giật. Anh cảm thấy rất thiếu chân thực. Không ngờ bản thân anh lại làm chuyện trai gái với Đông Phương Xá Nguyệt. Đông Phương Xá Nguyệt đâu? Cô ta đã đi rồi, hơn nữa còn mang theo mảnh vỡ của bản tháp, thật đáng tiếc. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Anh nhìn xung quanh thấy bầu trời phủ kín phù văn, các quy tắc trật tự trở nên hỗn loạn. Giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trở nên nặng nề, nhóc con, hai người đánh nhau đã phá hủy trật tự của nơi này. Nếu như không nhanh chóng sửa chữa thì di tích Côn Luân Thượng Cổ có nguy cơ sẽ bị sụp đổ. Các sư phụ của cậu cũng sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Bắc Minh nóng ruột, tiểu tháp, ông đã chủ động nhắc tới chuyện này thì chắc chắn là ông có cách sửa chữa đúng không? Ha ha, vậy tôi không để cậu phải sốt ruột thêm nữa. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười một tiếng, cậu có thế giới bỏ túi nên vốn đã có lợi thế trời cho rồi. Giờ cậu chỉ cần luyện hóa di tích Côn Luân Thượng Cổ, dung nhập nó vào trong thế giới bỏ túi. Là có thể mang tòa di tích Côn Luân Thượng Cổ rộng cả triệu dặm này theo bên mình rồi, hơn nữa, cậu còn có thể sử dụng được sức mạnh của di tích Côn Luân Thượng Cổ nữa.
Diệp Bắc Minh trố mắt ra nhìn, thực sự có thể làm như vậy sao? Di tích Côn Luân thượng cổ rộng lớn như thế, nếu có thể mang theo bên mình thì chẳng phải là cũng giống như mang theo 10 quả địa cầu theo mình hay sao? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục thản nhiên nói, đúng vậy. Diệp Bắc Minh suy tư một lát, tiểu tháp, tôi phải làm như thế nào? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, bên trong tòa di tích Côn Luân thượng cổ này có rất nhiều phù văn, cậu có thể lợi dụng chúng. Tôi sẽ hướng dẫn cậu sửa chữa một số phù văn, còn phần còn lại cứ giao cho tôi. Sâu bên trong điện chân võ. Sở Vị Ương ngồi khoanh chân, vận công chữa trị vết thương. Đột nhiên, một pho tượng thần trong đại điện chợt tỏa sáng. Ảo ảnh hình một người đàn ông trung niên xuất hiện, Vị Ương, vừa rồi, hồn đăng bản mệnh của Trần Nhi đã vụt tắt rồi. Tên xúc sinh này lại đang làm gì vậy? Nếu không phải tại mẹ nó lo lắng cho nó thì chú chẳng muốn hỏi chuyện của nó dù chỉ một câu. Bố của Sở Vô Trần, Sở Phong Thiên. Trong tình huống thông thường, có hai lý do khiến hồn đăng bản mệnh bị tắt. Một là chủ nhân của hồn đăng đã vẫn lạc. Hai là chủ nhân của hồn đăng chủ động cắt đứt liên lạc. Sở Vị Ương lắc đầu, tứ thúc, cháu rất tiếc phải báo với chú tin này. Sở Vô Trần đã mất rồi. Cháu nói gì cơ? Sở Phong Thiên khựng người, ông ta đã nghĩ tới muôn vàn khả năng. Duy chỉ không nghĩ tới chuyện con trai mình đã mất. Dù cho ông ta đang ở một thế giới khác. Chỉ có một luồng thần hồn tới đây nhưng tất cả mọi thứ trong đại điện vẫn nháy mắt hóa thành vô vàn mảnh vỡ. Cháu nói lại một lần nữa xem. Con trai của chú đã chết rồi ư? Không thể nào. Con trai của chú đã tới cảnh giới chúa tể. Cho dù là người mạnh nhất thế giới này ra tay cũng không thể giết nổi con trai chú. Hơn nữa, năm tên rác rưởi cảnh giới động hư kia đang làm gì vậy? Bọn chúng không bảo vệ con trai chú sao? Kể cả có là vậy đi nữa thì bất kỳ ai ở thế giới tam thiên này biết thân phận của con trai chú cũng đều không dám giết nó. Sở Phong Thiên không chấp nhận nổi sự thật này. Ông ta gào lên, cháu nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sở Vị Ương không hề giấu giếm chút nào, thuật lại một lượt chuyện đã xảy ra trong cấm địa luân hồi. Diệp, Càn, Khôn. Quanh người Sở Phong Thiên bốc lên sát khí cuồn cuộn, cậu ta là ai? Tất cả những người có dính dáng tới cậu ta đều đáng chết. Sở Vị Ương ngẫm nghĩ một chút. Cô ta không nói ra chuyện Diệp Càn Khôn có khả năng chính là Diệp Bắc Minh. Lai lịch của người này rất bí ẩn, cháu cũng không biết thân phận của anh ta. Anh ta cứ như thể đột nhiên xuất hiện vậy, đeo một chiếc mặt nạ màu tím, lần đầu lộ diện là 3 ngày trước khi cấm địa luân hồi mở ra. Mặt Sở Phong Thiên lạnh giá tột cùng, biết được những thông tin này là đủ rồi. Dù cho có phải lật tung cả thế giới tam thiên lên thì bất kỳ ai có liên quan tới Diệp Càn Khôn cũng đều phải chết. Nếu như không tìm ra cậu ta thì cả thế giới tam thiên đều phải chết sạch. Bóng người biến mất. Sở Sở trợn tròn mắt, chị à, tứ thúc điên rồi ư. Ông ta muốn cả thế giới tam thiên bồi táng cùng với Sở Vô Trần. Khuôn mặt xinh đẹp của Sở Vị Ương trở nên nặng nề, chị cũng không ngờ ông ta lại điên cuồng như vậy. Giờ chỉ còn biết chúc ông ta may mắn mà thôi. Cô ta vừa nói xong thì không trung chợt rung chuyển, nứt ra một vết rách. Một người đàn ông trung niên lạnh mặt bước ra từ khe nứt, sau lưng ông ta có chừng 7-8 người đi theo. Sở Sở kinh ngạc, thất thúc, sao chú lại tới đây? Sở Thiên Hằng không ngó ngàng tới cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn Sở Vị Ương, sao Vô Trần chết mà mày lại không chết? Đề rác rước vô dụng. Sao mày không chết thay cho nó? Sở Vị Ương cắn môi, ấm ức gọi, bố, con. Im ngay. Sở Thiên Hằng quát, đồ vô dụng, lập tức lấy danh nghĩa điện chân võ đi truy sát Diệp Càn Khôn cho tao. Bất kể ai bắt được Diệp Càn Khôn, nhà họ Sở cam đoan người đó chính là thế lực số 1 của thế giới tam thiên. Nhớ lấy, tứ ca đã nói phải bắt sống nó. Dù mày có 100 cái đầu cũng không bằng một cọng tóc của Vô Trần. Nếu không bắt được nó thì mày lấy mạng mày ra đền mạng cho Vô Trần đi. Cùng lúc đó, bên trong cấm địa luân hồi. Diệp Bắc Minh hãy còn chưa biết chuyện gì xảy ra ở thế giới bên ngoài, anh đang sửa chữa lại tất cả các ký hiệu với sự chỉ dẫn của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục.
nhóc, đi đến đứng ở hòn đảo giữa hồ kia đi. Nơi đó là trung tâm trận pháp của cả di tích Côn Luân thượng cổ này. Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh đi đến hòn đảo nhỏ ở giữa hồ, đứng giữa đống phế tích. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói, có thể bắt đầu. Khoan đã. Diệp Bắc Minh ngẫm nghĩ, sư tỷ của tôi vẫn còn ở trong thế giới bỏ túi, thả các chị ấy ra trước đã. Ý nghĩ hiện lên trong đầu. Hai bóng người xuất hiện trước mắt. Tô Tử Lăng, Long Khuynh Vũ. Sư tỷ của tôi đâu rồi? Diệp Bắc Minh ngớ ra, thần niệm già quét toàn bộ thế giới bỏ túi. Sắc mặt của anh trở nên vô cùng khó coi. Bốn sư tỷ Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào, Chu Lạc Ly và Tiểu Độc Tiên đều biến mất. Tô Tử Lăng run rẩy, anh là Diệp Bắc Minh ư? Đôi mắt xinh đẹp của Long Khuynh Vũ trợn tròn cả lên, đúng là anh rồi, Diệp Càn Khôn chính là Diệp Bắc Minh sao? Hiện tại Diệp Bắc Minh không đeo mặt nạ. Hai cô gái nhận ra anh ngay. Vui mừng. Bất ngờ. Chợt hiểu ra. Diệp Bắc Minh không có tâm tình trả lời bọn họ, các sư tỷ của tôi đâu rồi? Bấy giờ Tô Tử Lăng mới hoàn hồn. Diệp công tử, chẳng phải anh bảo người phụ nữ đó vào thế giới bỏ túi dẫn sư tỷ của anh đi sao? Cô nói cái gì? Con người của Diệp Bắc Minh co lại, Đông Phương Sáng Nguyệt. Thấy được phản ứng của Diệp Bắc Minh. Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ nhìn nhau, hai cô gái ngẩn ra, Diệp công tử, làm sao vậy? Diệp Bắc Minh lắc đầu, không giải thích nhiều, tốt nhất là các cô rời xa nơi này, càng xa càng tốt. Hai người bọn họ đều khó hiểu ra mặt. Chỉ thấy Diệp Bắc Minh ngồi khoanh chân trên mặt đất. Ngay sau đó, bù. Không khí dao động, vô số ký hiệu phát sáng giữa không trung. Một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi xuất hiện. Di tích Côn Luân thượng cổ ấy thế mà lại thu nhỏ lại cực nhanh, bay về phía Diệp Bắc Minh. Trên quảng trường chân võ, những người tu võ tham gia đại hội chân võ vẫn chưa rời đi mà cùng nhau chờ đợi kết quả cuối cùng. Đột nhiên, một tiếng nổ vang long trời lở đất, sấm chớp rền vang trên bầu trời quảng trường chân võ. Bia đá đại diện cho thiên bảng bỗng nhiên sáng lên. Có chuyện gì thế? Vô số ánh mắt đồng loạt ngước lên nhìn về phía thiên bảng. Diệp Càn Khôn. Mọi người sững sờ. Ba chữ Diệp Càn Khôn đứng ở vị trí thứ 10 trên thiên bảng bỗng tỏa sáng rực rỡ, sau đó lao vọt lên vị trí thứ nhất trên thiên bảng như tên bắn. Chuyện này. Diệp Càn Khôn, đứng đầu thiên bảng. Hàng triệu người há hốc mồm, sợ đến mức không nói nên lời. Ở chỗ đăng ký, một thiếu nữ che miệng, ông ơi, ông mau nhìn kìa. Là cái người kỳ lạ đeo mặt nạ. Ông lão bên cạnh trợn tròn mắt, cơ thể cứng đờ. Lẩm bẩm, sao có thể thế được, thằng nhãi ấy vậy mà lại đứng thứ nhất trên thiên bảng ư? Đột nhiên, một luồng hơi thở cực kỳ mạnh mẽ bột phát từ sâu bên trong điện chân võ, thiên bảng chó đẻ gì chứ, hạ lệnh cho khắp thế giới tam thiên, phát lệnh truy nã Diệp Càn Khôn. Ai có thể bắt sống người này thì bắt đầu từ hôm nay sẽ là thế lực hàng đầu thế giới tam thiên. Kẻ nào dính dáng, giết không tha. Kẻ nào giúp đỡ bỏ trốn, giết không tha. Kẻ nào biết mà không báo, giết không tha. Giọng nói vang vọng như sấm sét, một luồng sức mạnh vô hình tràn ra từ bên trong điện chân võ. Luồng sức mạnh ấy lướt qua, mấy triệu người tu võ ở đó lập tức quỳ rạp xuống đất như ngả dạ. Bùm! Thiên bảng tồn tại hàng nghìn, hàng vạn năm nổ tung, hóa thành bột phấn. Cuồng phong thổi qua, tan thành mây khói. Trời! Hàng triệu người tu võ trố mắt nhìn mà không thốt nên lời, trái tim trực vỡ tung thì kinh hãi. Thiên bảng cực kỳ cứng rắn bị phá hủy rồi ư. Ông ơi, ai lại dám to gan phá hủy thiên bảng thế, thiếu nữ ở chỗ đăng ký ngây người. Cô quay đầu lại nhìn ông của mình. Thì thấy sắc mặt tái nhợt của ông cụ, mặt cắt không còn một giọt máu, là bọn họ. Ba ngày sau, trên bầu trời một thung lũng nào đó. Một gợn sóng hiện ra giữa hư không, một chàng trai và hai cô gái bước ra từ bên trong. Cuối cùng cũng ra được rồi. Tô Tử Lăng và Long Khuynh Vũ thở phào một hơi. Sau khi Diệp Bắc Minh cất di tích Côn Luân Thượng Cổ vào thế giới bỏ túi,
phép tắc của cả cấm địa luân hồi sụp đổ. Ba người suýt nữa mất mạng bên trong. Long Khuynh Vũ lấy mặt nạ vàng ra đeo lên, Diệp công tử, Khuynh Vũ còn có việc phải làm, gặp lại sau. Diệp Bắc Minh gật đầu, Long Khuynh Vũ xoay người biến mất. Giọng nói của Tháp Càn Khôn Trấn Ngục vang lên, nhóc, cậu cần phải tìm một chỗ để bế quan. Di tích Côn Luân Thượng Cổ chưa dung hợp hoàn toàn với thế giới bỏ túi của cậu, nó vẫn chưa ổn định. Diệp Bắc Minh suy tư, tôi phải đến nhà họ Tô một chuyến trước đã. Nhà họ Tô có một quyển sách cổ, hình như có liên quan đến hoa tộc thời Thượng Cổ. Tôi muốn biết hoa tộc rốt cuộc đến từ đâu. Lúc này, Tô Tử Lăng lại gần. Diệp công tử, anh muốn đến nhà họ Tô làm khách à? Tôi hứa với anh nhất định sẽ mượn bố quyển sách cổ ghi chép về hoa tộc cho anh, Tô Tử Lăng nở nụ cười. Diệp Bắc Minh gật đầu, được, tôi đi với cô. Tốt quá! Tô Tử Lăng suýt nhảy cẫng lên vì kích động, cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta lấy một chiếc la bàn ra, sau khi xác định vị trí của mình thì dẫn Diệp Bắc Minh đi về hướng nhà họ Tô. Trên đường đi, Tô Tử Lăng tỏ ra cực kỳ hoạt bát. Cô ta líu díu giới thiệu về nhà họ Tô. Giới thiệu bố mẹ mình. Bố mẹ tôi hiếu khách lắm, chắc chắn sẽ thích Diệp công tử. Hay là anh ở lại nhà họ Tô chơi thêm vài ngày. Nhà bọn tôi nhất định sẽ tiếp đãi anh thật nồng hậu. Mãi lâu sau, một tòa thành với dân số 10 triệu người xuất hiện trước mắt. Tường thành cổ kính. 12 cánh cổng thành cao trăm thước đứng sừng sững. Tô Tử Lăng cười nói, Diệp công tử, đến thành cổ nhà họ Tô rồi. Một đội kỵ binh chạy nhanh về hướng này, chàng trai dẫn đầu kinh ngạc, Tô Tử Lăng. Tô Tử Lăng đanh mặt, Tô Hàn, sao cậu lại ăn nói sắc sược thế hả? Dám gọi thẳng tên của tôi à? Ánh mắt của Tô Hàn lập lòe toan tính, cậu ta liếc sang Diệp Bắc Minh đứng bên cạnh. Cậu ta lập tức giận cười, chị Tử Lăng, đây là ai thế? Tô Tử Lăng ngẫm nghĩ rồi trả lời, đây là Diệp công tử, Diệp Bắc Minh. Sát thần Diệp Bắc Minh. Tô Hàn hoảng sợ. Thái độ của cậu là thế nào đấy hả? Diệp công tử là bạn của tôi. Tô Tử Lăng hừ khẽ, đi bẩm báo với bố mẹ của ta ngay đi, nói là ta về rồi. Vâng. Tô Hàn nhìn xoáy vào Diệp Bắc Minh. Bỗng nhiên cậu ta mỉm cười. Cậu ta đưa mắt ra hiệu cho mười mấy hộ vệ sau lưng mình, mấy người bảo vệ chị Tử Lăng, tôi đi một lát rồi về. Rõ. Mười mấy hộ vệ đồng thanh hô lên. Bọn họ tiến lên một bước, sát khí dâng trào. Bao vây Tô Tử Lăng và Diệp Bắc Minh. Tô Tử Lăng lẩm bẩm, Tô Hàn trở nên chu đáo như thế từ bao giờ nhỉ? Bên ngoài thành cổ nhà họ Tô mà còn cần cử đội hộ vệ bảo vệ mình à? Cô ta quay sang cười với Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, chúng ta vào thành thôi. Diệp Bắc Minh cau mày, hộ vệ của nhà họ Tô sao lại tỏa ra sát khí mãnh liệt nhằm vào cô thế? Sắc mặt của đội hộ vệ thay đổi. Tô Tử Lăng dường như không phát hiện ra vấn đề gì cả, bình thường bọn họ phải huấn luyện, có lẽ là vừa mới từ sân huấn luyện về. Diệp Bắc Minh trầm ngâm, anh nhìn về phía thành cổ nhà họ Tô. Hai người bọn họ vừa mới vào trong thành, mùi máu tanh nồng đã xộc lên mũi. Máu chảy nhuộm đỏ mặt đất. Tô Tử Lăng giật mình, sao lại có nhiều máu thế này? Mười mấy hộ vệ phía sau quát khẽ một tiếng rồi nhanh chóng đóng cổng thành lại. Diệp Bắc Minh nheo mắt. Tô Hàn cưỡi ngựa lại gần, Tô Tử Lăng, không ngờ cô còn dám trở về cơ đấy. Cô đúng là không sợ chết. Tô Tử Lăng sầm mặt, Tô Hàn, cậu đang nói linh tinh gì thế? Đồ sắc sược, cậu có tin tôi nói cho bố mẹ tôi biết không hả? Tô Hàn nhếch mép, bố mẹ cô chết rồi, cô có thể xuống địa ngục nói cho bọn họ biết. Nhìn thấy vết máu trên mặt đất kia không? Là máu của bố mẹ cô đấy. Cậu nói cái gì? Tô Tử Lăng ngẩn ra, đỏ ngầu, cậu dám rủa bố mẹ tôi. Cậu điên rồi đúng không? Nói vớ vẩn gì đấy hả? Nó không nói vớ vẩn. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, cả chi tộc của bố mẹ cô đều đã đền tội rồi. Tô Tử Lăng, hiện nay chỉ còn lại tàn dư là cô thôi. Những người vai vế cao nắm quyền quản lý nhà họ Tô xuất hiện. Bác cả,
bác hai. Tô Tử Lăng run rẩy, rốt cuộc là có chuyện gì? Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy được. Các trưởng bối nhà họ Tô không nói gì, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt. Tô Hàn nhếch miệng cười, Tô Tử Lăng, cô đã làm gì, chính cô không biết à? Điện Chân Võ ra lệnh, tất cả những ai có liên quan đến Diệp Càn Khôn, giết không tha. Ai bảo cô qua lại thân thiết với Diệp Càn Khôn như vậy? Ánh mắt của Diệp Bắc Minh trở nên vô cùng sắc bén. Tô Tử Lăng không tài nào chấp nhận nổi, cô ta lắc đầu nguầy nguậy, không thể nào, là giả, nhất định là giả. Bác cả, bác hai, bố mẹ cháu không chết đúng không? Mọi người lừa cháu đúng không? Giọng nói của Tô Bồi Phong hết sức lạnh nhạt, Tô Tử Lăng, bố mẹ cô đã chết rồi. Nếu cô tự sát ngay bây giờ, lão phu có thể cho cô được toàn thân. Mắt Tô Tử Lăng đỏ ngầu, xác bố mẹ tôi đâu rồi? Tô Bồi Phong cười khẩy, bọn họ đều là tội nhân, xác chết không thể được an táng trong phần mộ nhà họ Tô. Đương nhiên là đang làm bạn với bầy chó hoang ở bãi tha ma ngoài thành rồi. Tô Tử Lăng tức run người, súc sinh, tất cả các người đều là súc sinh. Bố mẹ tôi cống hiến cả đời cho nhà họ Tô, thế mà các ngươi lại vì một câu của Điện Chân Võ mà giết bọn họ. Muốn trách thì trách chính mình ấy, vì sao lại làm bạn với Diệp Càn Khôn, Tô Bồi Phong tỏ ra hờ hững. Tô Tử Lăng phẫn nộ gào lên, lẽ nào tất cả người nhà họ Tô đều nghĩ như vậy sao? Chú Năm, chú Sáu, dì 13, mọi người nói gì đi? Tất cả những người còn lại của nhà họ Tô nhìn Tô Tử Lăng với ánh mắt lạnh lẽo. Im lặng là câu trả lời. Tô Tử Lăng hoàn toàn tuyệt vọng. Nụ cười trên mặt Tô Hàn tràn ngập ác ý, Tô Tử Lăng, cô không mau tự sát đi còn chờ gì nữa. Một người phụ nữ đã kết hôn mất kiên nhẫn, bèn quát mấy người thừa lời với đồ sao chổi này làm gì. Người đâu, bắt cô ta lại. Vâng. Chỉ trong nháy mắt, mấy trăm hộ vệ đồng loạt xông lên, sát khí bao trùm khắp không gian. Tô Tử Lăng đứng ngẩn ngơ tại chỗ như cái xác không hồn, không hề có ý định phản kháng. Diệp Bắc Minh tiến lên, đứng che trước mặt Tô Tử Lăng. Anh dậm chân một cái. Sóng xung kích mãnh liệt tràn ra đánh bay tất cả mọi người. Ánh mắt Tô Bồi Phong trở nên tối tăm, Diệp Bắc Minh, chuyện này không liên quan gì đến cậu. Nếu cậu thích lo chuyện bao đồng, tức là chống lại nhà họ Tô. Cậu đã đắc tội Thiên Đạo Tông, lẽ nào còn muốn đắc tội cả nhà họ Tô? Ở Điện Chân Võ, Diệp Bắc Minh và Diệp Càn Khôn từng xuất hiện cùng một lúc. Chuyện này đã bị điều tra rõ ràng. Ngay cả Điện Chân Võ còn không nói hai người bọn họ là cùng một người, tất nhiên nhà họ Tô sẽ không cho là như vậy. Diệp Bắc Minh nói với giọng điệu bình tĩnh, nhà họ Tô. Lợi hại lắm à. Khóe mắt Tô Bồi Phong giật nhẹ, nhãi danh, cậu biết mình đang ở đâu không? Nơi đây là cổ thành nhà họ Tô, là địa bàn của nhà họ Tô. Bây giờ cậu quay đầu rời đi ngay, lão phu coi như hôm nay cậu chưa từng đến đây. Nếu cậu muốn ra mặt thay đồ sao chổi kia, lão phu không ngại vứt thêm một cái xác nữa vào bãi tha ma. Diệp Bắc Minh nở nụ cười, nếu không thì thử xem sao. Cậu! Tô Bồi Phong nổi giận. Tô Hàn nhìn Diệp Bắc Minh với ánh mắt lạnh lùng, bố, để con. Vẻ mặt Tô Bồi Phong nghiêm túc, Hàn Nhi, người này được gọi là sát thần đấy. Hơn nữa bố nghe nói cậu ta có thể giết chết võ giả ở cảnh giới chúa tể, con đừng sằng bậy. Tô Hàn tỏ ra khinh thường, bố xem khí tức của anh ta xem, chỉ đến cảnh giới thiên huyền thôi. Anh ta có thể giết được cao thủ cảnh giới chúa tể. Bố có tin không? Bốc phét cả thôi, con là cảnh giới chân linh đỉnh phong đây này. Cậu ta tỏ thái độ ngạo mạn, cao hơn anh ta một cảnh giới cơ mà. Con giết anh ta dễ như giết một con kiến. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí sắc bén rạch một đường giữa không trung, chém về phía cổ của Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nhìn hết thảy, anh vẫn đứng yên không nhúc nhích. Tô Hàn cười, sát thần. Ha ha ha, anh sợ đến ngu người rồi à. Giết anh thì Tô Hàn tôi đấy chính là người diệt thần, ha ha ha. Kiếm khí lao tới, trong khoảnh khắc sắp chạm vào cổ Diệp Bắc Minh. Anh giơ tay lên. Tay không bắt được mũi kiếm, keng một tiếng giòn tan,
Trường kiếm gãy thành nhiều mảnh. Lại tung một quyền. Tô Hàn run rẩy, đan điền nổ tung, cậu ta bay ra xa, nện mạnh xuống đất như chó chết. Đan điền, a, à, bố, đan điền của con nổ rồi. Tô Hàn gào thét một cách tuyệt vọng. Tô Bồi Phong tức điên người, Diệp Bắc Minh, mày dám hủy hoại con tao. Giết, 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 giết nó. Hai ông lão cảnh giới tạo hóa, hơn 10 lão giả cảnh giới siêu phàm đồng loạt ra tay tấn công, dự định hợp lực tiêu diệt Diệp Bắc Minh. Vẻ mặt Diệp Bắc Minh không mảy may thay đổi, anh nhảy lên. Bổ nhào giữa đám người đó như sao băng. Bùm, bùm, bùm. Mười mấy tiếng nổ trầm đục vang lên liên tiếp. Hai võ giả cảnh giới tạo hóa cùng với mười mấy ông lão cảnh giới siêu phàm nằm trên mặt đất, đan điền nổ tung, hoàn toàn trở thành phế nhân. Người nhà họ Tô kinh hãi, ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Bắc Minh hoàn toàn thay đổi. Anh di chuyển tầm mắt về phía nhóm bô lão nhà họ Tô. Diệp công tử, khoan đã. Diệp công tử cậu có thể đi. Đúng, 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 cậu mang cả Tô Tử Lăng đi cũng được, sau này cô ta là người của cậu. Người nhà Tô lùi lại liên tục, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Diệp Bắc Minh cười nhạo, mấy người các ông các bà đúng là không bằng cả con chó. Gào. Tiếng rồng gầm vang lên. Chín ma long màu đen lao ra từ phía sau. Năm móng vuốt bóp mạnh. Nổ, nổ, nổ. Hắc long xông vào đám đông, đan điền của những người nắm quyền nhà họ Tô nổ tung, bọn họ quỳ xuống đất, mặt mày xám ngoét. Diệp Bắc Minh xoay người đi đến chỗ Tô Tử Lăng, vỗ vai cô ta, xin lỗi, mọi chuyện do tôi gây ra. Tôi chỉ có thể làm được đến thế này thôi. Những người này giao cho cô xử trí, muốn giết hay thả, cô tự mình quyết định. Nói xong, Diệp Bắc Minh đi ra khỏi cổ thành nhà họ Tô. Ngay tức khắc, đằng sau vang lên tiếng cầu xin không ngớt. Tử Lăng, bác là bác cả của cháu mà. Tử Lăng, chú Năm đây. Chú là chú Năm, hồi cháu còn nhỏ chú còn từng ôm cháu đấy. Tử Lăng à, dì 13 đối xử với cháu không đủ tốt hay sao? Cháu! Chị Tử Lăng, em sai rồi, Tô Hàn biết sai rồi, tha cho em một mạng đi mà. A! À. Những tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục. Âm thanh đột nhiên ngừng lại. Diệp Bắc Minh trở lại hiện trường, Tô Tử Lăng ngồi bó gối co ro một góc. Anh lại gần an ủi. Tô Tử Lăng nhào vào lòng Diệp Bắc Minh gào khóc hu hu hu. Cùng lúc đó, núi Tổ Long. Một tòa cung điện vàng óng được xây dựng trên đỉnh núi Tổ Long, chính là Tổ Long Điện. Hiện nay, mấy trăm cường gia tập trung ở chân núi Tổ Long. Một ông lão mặc áo choàng màu xanh lam cau mày nói, Tổ Long Điện là hậu duệ thần thú, thiên sinh địa dưỡng. Núi Tổ Long là thánh địa. Chúng ta giết chóc ở đây sẽ không bị trời phạt sao? Một ông lão của Thiên Đạo Tông nở nụ cười đầy thâm ý, thánh nữ Tổ Long Điện qua lại với Diệp Càn Khôn. Người của Điện Chân Võ đã nói rồi, bất kỳ ai dính líu đến Diệp Càn Khôn đều phải chết. Đấy là người của Điện Chân Võ ra lệnh, chúng ta chỉ là đạo, chuyện này thì liên quan gì đến chúng ta? Hung thủ dùng đao giết người, có thể trách đao được hay sao? Tất cả mọi người đều gật đầu. Đao không có tội. Người sai là người dùng đao. Ông lão của Thiên Đạo Tông lại bồi thêm một câu, tôi còn nghe nói, trong núi Tổ Long có long mạch của Tổ Long. Nếu cắn nuốt thứ đó, chưa biết chừng chúng ta có thể đột phá cảnh giới chúa tể, bước vào cảnh giới động hư trong truyền thuyết. Cảnh giới động hư có thể lĩnh ngộ được lực lượng phép tắc. Chẳng lẽ các ngươi không muốn thoát khỏi thế giới này sao? Ông ta vừa nói xong câu này, sát ý chợt hiện lên trong mắt tất cả ông lão ở đây. Giết! Hàng trăm bóng người bay lên trời, xông vào núi Tổ Long. Sau khi an ủi Tô Tử Lăng xong, hai người bọn họ đến bãi tha ma, đem thi thể của bố mẹ Tô Tử Lăng về liệm rồi chôn trong phần mộ tổ tiên. Mắt Tô Tử Lăng đỏ hoe, Diệp công tử, tôi đã hứa với anh sẽ cho anh biết thông tin về hoa tộc, anh hãy đi theo tôi. Được. Diệp Bắc Minh gật đầu. Anh đi theo Tô Tử Lăng vào sâu bên trong nhà họ Tô, đi vào một căn phòng bí mật. Cô ta tìm kiếm một lát, tìm được một quyển sách đã hơi ố vàng.
đưa cho Diệp Bắc Minh. Anh mở ra xem, ánh mắt hơi thay đổi. Đợi Diệp Bắc Minh đọc xem, Tô Tử Lăng nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta ra vẻ đáng thương, Diệp công tử, anh có tìm được thông tin gì hữu dụng không? Diệp Bắc Minh nói, trong sách có ghi tổ tiên hoa tộc đích xác đến từ bên ngoài, hình như gặp phải kiếp nạn nào đó. Có người dùng thực lực mạnh mẽ xây dựng một Côn Luân Hư giống như đúc để hậu duệ hoa tộc có thể sinh tồn. Côn Luân Hư thật sự có lẽ chính là di tích Côn Luân thượng cổ bị tôi cất vào thế giới không gian rồi. Chỉ có điều, trang sách quan trọng nhất đã bị xé đi mất. Cụ thể thế nào, tôi cũng không biết. Nói đến đây thì anh lắc đầu. Tô Tử Lăng áy náy, xin lỗi Diệp công tử, tôi không giúp được gì cho anh. Diệp Bắc Minh mỉm cười, không trách cô. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục bỗng lên tiếng, này nhóc, cậu không phát hiện có điều gì bất thường à? Ánh mắt Diệp Bắc Minh lóe sáng, tiểu tháp, ý ông là Long Mạch. Đúng vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời chắc chắn, Côn Luân Hư có một Long Mạch, vì sao di tích Côn Luân Thượng Cổ lại không có? Đáng lý ra trong di tích Côn Luân Thượng Cổ phải có một Long Mạch giống y đúc mới phải. Diệp Bắc Minh nhíu mày, vậy thì Long Mạch của di tích Côn Luân Thượng Cổ ở đâu? Cùng lúc đó, thế giới cấp cao hơn của thế giới chân võ. Một dài cầu vồng bay vụt qua bầu trời gia tộc Đông Phương, tràn ngập uy thế đế vương. Chỉ chớp mắt, vô số người ngẩng đầu. Biểu cảm khiếp sợ. Đây là hơi thở của Xá Nguyệt Thần Đế. Xá Nguyệt Thần Đế trở lại. Rất nhiều người của gia tộc Đông Phương trở nên kích động. Cung nghênh Xá Nguyệt Thần Đế trở về. Thật tốt quá. Gia tộc Đông Phương trong nháy mắt sôi ủng ục. Đôi mắt mấy lão già đọng lại, nhìn về hướng Đông Phương Xá Nguyệt, đã bao nhiêu năm trôi qua, thế mà cô ta vẫn chưa chết. Đông Phương Xá Nguyệt đi thẳng đến chỗ sâu trong đế cung, bàn tay ngọc vung lên. Bốn cô gái cực kỳ xinh đẹp rơi ra ngoài, dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn bốn phía, đây là nơi nào? Tiểu sư đệ của chúng ta đâu? Đông Phương Xá Nguyệt ngồi trên đế tọa, mở miệng nói, tiểu sư đệ của các cô đã bị tôi giết rồi, bắt đầu từ hôm nay các cô chính là người dưới trướng bản đế. Để bản đế xem, rốt cuộc tên nhóc này có bí mật gì? Đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Trực tiếp siêu hồn. Ồ, các cô đều là tấm thân xử nữ, chưa cùng cậu ta, Đông Phương Xá Nguyệt khá vui mừng. Chỗ sâu nhất của điện chân võ. Tòa tượng thần ngồi tít trên cao kia sáng lên, bóng dáng mờ ảo của Sở Phong Thiên xuất hiện. Lão thất, tìm được Diệp Càn Khôn không? Sở Thiên Hằng liền vội vàng giải thích, tứ ca, tôi đã ra lệnh rồi. Giết chết bất kỳ người nào có quan hệ với Diệp Càn Khôn, đáng tiếc vẫn không có tin tức về người này. Thiên bảng bị tôi hủy, tôi cũng đã vào xem qua cấm địa luân hồi. Tòa di tích Côn Luân thượng cổ kia thế mà biến mất. Sở Phong Thiên rít gào, tôi mặc kệ cái gì mà di tích Côn Luân thượng cổ, Long Mạch trung tâm của tòa núi rẻ rách này đã bị nhà họ Sở chúng ta rút đi. Chỉ tiếc, tinh hoa của Long Mạch địa bàn Côn Luân đã tiêu tán. Nếu không nhà họ Sở nhất định sẽ nâng cao một bước. Một cái núi rẻ rách thì có tác dụng gì? Thứ tôi muốn là Diệp Càn Khôn. Sở Thiên Hằng cúi đầu, tứ ca, cho tôi thêm một chút thời gian. Phế vật. Sở Phong Thiên trực tiếp cắt ngang lời, tức giận quát lớn, chỉ là một cái thế giới tam thiên, ba ngày cũng không tìm ra được một người. Cậu còn muốn thêm thời gian? Một ngày tìm không ra Diệp Càn Khôn, thì giết sạch tất cả người có liên quan đến tên đó. Hai ngày không tìm được Diệp Càn Khôn, thì giết hết tất cả những người tương tự. Ba ngày vẫn không tìm ra Diệp Càn Khôn, giết sạch tất cả người họ Diệp. Dù hủy diệt toàn bộ thế giới tam thiên, tôi cũng phải trả thù cho con trai vô trần của tôi. Sở Thiên Hằng tên phế vật này, cậu còn cần ông đây dạy cậu làm thế nào sao? Âm thanh như sấm nổ vang rền, tùy ý gào thét trong đại điện. Sở Thiên Hằng quỳ một chân xuống đất, tứ ca, tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời khiến anh hài lòng. Chờ Sở Thiên Hằng ngẩng đầu, Sở Phong Thiên sớm đã biến mất. Sở Vị Ương gần như cắn nát môi đỏ, bố hà tất phải hèn mọn như thế. Chát! Sở Thiên Hằng quay người, tát một phát lên mặt Sở Vị Ương, mày là cái đồ phế vật vô dụng, giờ còn ngồi nói châm chọc à.
Chát. Bàn tay thứ hai rơi xuống. Nếu không phải Vô Trần chết rồi, tứ thúc của mày có thể phẫn nộ như thế sao? Chát. Cái tát thứ ba. Nếu như mày hăng hái tranh giành thêm một chút, lấy được sự ưu ái của lão tổ, bố mày còn cần ăn nói khép nép như vậy sao? Sở Vị Ương phun ra một ngụm máu tươi. Chật vật bay ra ngoài. Sở Thiên Hằng còn chưa hết giận. Chợt tiến lên, bóp lấy cần cổ mềm mại của Sở Vị Ương. Chị! Sở Sở biến sắc, tức giận quát, thất thúc, chị Vị Ương là con gái ruột của chú đấy. Sao chú có thể đối xử với chị ấy như vậy? Sở Thiên Hằng cười lạnh đáp, Sở Sở, đợi cháu tham gia khảo hạch của gia tộc xong thì sẽ biết. Người không thể thông qua khảo hạch chính là phế vật tại nhà họ Sở. Vô Trần dùng điểm tuyệt đối thông qua khảo hạch, cháu biết điều đó có ý nghĩa như thế nào không? Cổ tay chợt dùng sức. Cảm giác hít thở không thông đánh úp lại, nếu không phải tao không thể rời khỏi tòa đại điện này, còn cần đến mày. Tao cho mày thêm thời gian 3 ngày, tìm ra Diệp Càn Khôn. Nếu không, mày hãy chôn cùng với Vô Trần đi. Ông ta thuận tay vứt bỏ Sở Vị Ương như rác rưởi. Cô gái luôn kiêu ngạo này mặt mày xám xịt nằm dạp trên mặt đất, yên lặng rơi lệ. Đột nhiên, trong đầu Diệp Bắc Minh hiện lên một suy nghĩ, một bức tranh xuất hiện. Tiểu Tháp, ông xem hình ảnh này có giống một đầu long mạch không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục sững sờ. Chợt thay đổi giọng điệu, đệch, nhóc, thông minh đấy. Cậu nói thật sự có khả năng. Bức tranh này chính là bản vẽ long mạch của thế giới Tam Thiên. Trên bản vẽ, tổng cộng có 3.000 điểm phát sáng, mỗi một điểm phát sáng lại đại diện cho một đại lục. 3.000 điểm phát sáng tạo thành một long mạch lập lòe ánh sáng. Diệp Bắc Minh suy tư, đây là vật nhà họ Diệp thượng cổ lưu lại, tôi vẫn chưa tìm được tác dụng của bức vẽ này. Ông nhìn nơi này, nó đại diện cho địa bàn Côn Luân, ban đầu vô cùng ảm đạm. Gần đây lại đột nhiên phát sáng, rốt cuộc là vì sao? Hả? Bỗng nhiên. Con người Diệp Bắc Minh ngưng tụ, ánh mắt rơi xuống một điểm sáng tại long đầu, sao nơi này lại tắt rồi? Tổ tử Lăng tiến lại gần xem xét, nơi này, hình như là tổ long điện. Tổ long điện. Ánh mắt Diệp Bắc Minh đọng lại. Một giây sau. Báo. Ngoài mật thất vang lên một giọng nói. Xuyên thấu qua cơ quan đặc biệt truyền vào trong. Chuyện gì? Tô Tử Lăng lạnh nhạt mở miệng. Giọng nói ngoài mật thất có chút sợ hãi, gia chủ. Chuyện lớn không xong. Theo tin tức mới nhất, một tiếng trước, có một đám cường giả bí ẩn giết vào núi Tổ Long. Tổ Long Điện, bị diệt. Cái gì? Tô Tử Lăng khẽ giật mình. Diệp Bắc Minh cũng sửng sốt. Trong đầu anh hiện lên bóng dáng của Long Khuynh Vũ. Chẳng phải Tổ Long Điện là một trong những thế lực đỉnh cấp của thế giới Tam Thiên sao? Diệp Bắc Minh cảm thấy không thể tưởng tượng được, cứ thế mà bị diệt. Tổ tử Lăng hồ đồ, nuốt nước bọt, đúng vậy, người của Tổ Long Điện người đều chân long hóa hình. Tổ Long Điện ít nhất có vài chục con Long Vương chấn giữ, sao có thể bị tiêu diệt được? Nếu muốn khiến Tổ Long Điện hủy diệt, chỉ có một tình huống duy nhất. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, tình huống như thế nào? Tô Tử Lăng nuốt nước miếng, gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, trừ phi tất cả thế lực của thế giới Tam Thiên liên hợp lại, cùng nhau đánh vào Tổ Long Điện. Bằng không thì, tôi thật sự không thể nghĩ ra có ai có thể khiến Tổ Long Điện hủy diệt. Lông mày Diệp Bắc Minh xoắn lại với nhau. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua bản vẽ long mạch của thế giới Tam Thiên. Điểm sáng đại diện cho Tổ Long Điện đã hoàn toàn tắt. Đi, đi Tổ Long Điện. Hai người lập tức rời khỏi nhà họ Tô, nửa ngày sau đến dưới chân núi Tổ Long. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Núi Tổ Long bị một màn sương máu bao phủ, bầu trời còn bay bay mưa máu. Một tòa cung điện trên đỉnh núi sụp đổ, quanh cảnh hỗn độn. Chân núi tụ tập một số lượng lớn người tu võ đang bán đủ loại máu rồng, thịt rồng, xương rồng, gân rồng. Thậm chí còn có từng viên đầu rồng hoàn chỉnh. Tô Tử Lăng hỏi thăm một chút, rồi trở lại bên người Diệp Bắc Minh, Tổ Long Điện bị diệt, chỉ có một số lượng nhỏ người chạy trốn.
những người tu võ tại đây đến từ đủ tông môn lớn, e rằng chính do người sau lưng bọn họ làm. Anh Diệp, rốt cuộc. Nghe được hai chữ anh Diệp này. Vèo. Hơn 10 người tụ tập lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm hai người. Một người đàn ông vạm vỡ trầm giọng hỏi, tên kia, cậu họ Diệp. Diệp Bắc Minh thản nhiên nói, đúng thì thế nào? Người đàn ông vạm vỡ khẽ sừng sốt, không ngờ Diệp Bắc Minh lại dám thừa nhận. Hắn ta nhếch miệng cười, thế nào hả? Chờ lát nữa cậu sẽ biết. Một ánh mắt ra hiệu, hơn 10 người sải bước tiến lên, đang muốn ra tay. Đột nhiên, xoẹt, một đạo kiếm khí xé rách không khí, chợt lóe rồi biến mất. Ngoài người đàn ông vạm vỡ ra, tất cả mọi người đều hoảng sợ che lấy cổ của mình, một sợi tơ máu xuất hiện. Đầu người rơi xuống đất. Đây là... chuyện gì xảy ra vậy? Người tu võ còn lại đồng loạt lại gần, nhìn thấy đầu người đầy đất thì sắc mặt đều biến đổi. Cậu! Người đàn ông vạm vỡ như gặp phải quỷ, không ngừng lùi lại. Một luồng sát ý kinh khủng ập tới, dọa hắn ta trắng bệch mặt. Bịch một tiếng, quỳ xuống. Giọng nói của Diệp Bắc Minh vang lên, đã một lát rồi đó, sao tôi còn chưa biết sẽ như thế nào. Thân thể của người đàn ông vạm vỡ run lẩy bẩy, cắn răng quát, tên kia, tôi là người của Thiên Đạo Tông. Hắn ta ưỡn ngực, để lộ dấu vết đặc thù của riêng Thiên Đạo Tông trên quần áo, có nhìn thấy không? Cậu dám giết đệ tử Thiên Đạo Tông? Biết mình sẽ có kết cục gì sao? Xoẹt. Một đạo kiếm khí quét ngang, cánh tay của người đàn ông vạm vỡ nổ tung. Á, sao cậu có thể đối xử với tôi như vậy? Người đàn ông vạm vỡ tức giận gào thét, tên kia, cậu nhất định sẽ hối hận. Diệp Bắc Minh, anh ta là sát thần Diệp Bắc Minh. Trong đám người chợt có người kinh ngạc hô lên. Người tu võ còn lại biến sắc, cái gì? Anh ta chính là Diệp Bắc Minh. Bọn họ lui lại theo bản năng. Nghe được lời này, sắc mặt người đàn ông vạm vỡ trắng bệch cậu. Cậu là sát thần Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh cười một tiếng, anh nói xem. Người đàn ông vạm vỡ sắp khóc đến nơi. Đây chính là tồn tại khủng bố giết hơn 1 triệu người trong một đêm. Ngay cả thánh tử Thiên Đạo Tông cũng dám giết. Mạng sống của hắn ta thì đáng là gì? Lúc này, hắn ta điên cuồng dập đầu, đại nhân tha mạng, tôi thật sự không biết là ngài. Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Bịch 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 bịch. Dập đầu mười mấy cái liên tục. Diệp Bắc Minh không quá kiên nhẫn, được rồi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai đã diệt tổ Long Điện? Người đàn ông vạm vỡ run giọng trả lời, sát thần đại nhân, tất cả đều là ý của Điện Chân Võ. Bọn họ đang truy nã Diệp Càn Khôn, bất kỳ ai có quan hệ đến người kia đều giết không tha. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 68.